tuyệt các anh chị này là đúng là tư duy tư duy ngược đúng không ok và ngày hôm nay tôi có một cái buổi chia sẻ đó chính là làm thế nào để giúp cho các anh chị gia tăng được lợi nhuận buổi chia sẻ này nội dung này sẽ có hai ngày trưa ngày hôm nay và trưa ngày hôm sau trưa ngày kế tiếp các okay, anh chị ơi yes và theo tin rằng là sẽ rất là cực kỳ hay cho các anh chị vào cái dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 như thế này đây là ngày quốc tế lao động đúng không là, là cái ngày mà rất là ghi nhận cái công ơn cái những cái người mà biết ơn những cái người mà yêu lao động yêu làm việc Đấy, bởi vậy nên là thay gì à, để kỷ niệm cái ngày như thế này thì chúng thay vì chúng ta đi chơi thì chúng ta sẽ đi làm chúng ta trâu dồi trí tuệ ha để chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn và theo sẽ có hai ngày cho các anh chị ha theo tin chắc là bất cứ anh chị nào á mà mình áp dụng cái bí kíp của theo ngày hôm nay thì anh chị đều có thể gia tăng lợi nhuận được nếu như mà gia tăng cái dòng tiền thu nhập của các anh chị được nếu như các anh chị chịu áp dụng nha. Phải chịu áp dụng nữa cơ chứ không có làm theo thì thôi bó tay, Được không ạ? À? À, theo không có theo không có bắt các anh chị thay đổi được. Chính các anh chị là cái người cho phép mình thay đổi. À, các anh chị hãy ghi đi ạ, à? mọi chuyện đều có thể nếu như bạn cho phép nhé. Yes hãy ghi câu này xuống nè mọi chuyện đều có thể nếu như mình cho phép vậy thì bao nhiêu anh chị ở đây anh chị cho phép rằng là tôi gia tăng thu nhập mỗi tháng mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm <laughs> anh chị phải cho phép thì nó mới có thể được nha còn nếu như bạn không cho phép thì nó sẽ không thể xảy ra đúng không ạ thì không gì là không thể mọi chuyện đều có thể nếu như nếu như nếu như tôi cho phép ok các anh chị nghe rõ không ạ nghe rõ thì comment nghe bất cứ thứ tín hiệu gì mà các anh chị cảm thấy rằng là nó tuyệt vời nó giúp cho mình có khả năng thay đổi thì anh chị hãy comment liền xuống đúng không? hãy comment liền khi mà bắt được một tín hiệu bắt được một cái tư duy bắt được một ngôn từ tư duy gì là lại comment xuống liền đúng không ạ à? ok rồi để hãy giữ cho mình cái sự tập trung cao độ nhất ở đây nha các anh chị nha cao độ nhất thì các anh chị sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất và theo chỉ làm việc với các anh chị trong vòng một tiếng rưỡi tới thôi à, một tiếng đồng hồ hơn ha các anh chị nha và tin chắc là anh chị nắm bí kíp này của theo kể từ giây phút này trở về đi các anh chị sẽ đều nắm được công thức gia tăng lợi nhuận quan trọng là có làm hay không thôi ok rồi hai ngày nha nhớ hai ngày vậy các anh chị nửa ngày là không có được ngày hôm nay xong cái là mất cái đuôi là khỏi là mất cái đuôi đâu có biết đường đâu đâu vậy thì hôm nay ha hôm nay là ngày đầu tiên ok và trước tiên thì theo sẽ nói qua cái hành trình của mình để cho các anh chị tin tưởng chút xíu được không ạ à, cách đây hơn 4 năm về trước á, thì theo đã từng là một cái người rất là áp lực trong cái việc là gia tăng lợi nhuận Thiêu đã làm việc từ năm 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi vẫn duy trì cái mức thu nhập là từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đến 5 triệu và không có hơn. các anh chị ha và Thiêu cũng không có dư giả tiền bạc, không có giữ được tiền. Đó là vấn đề của Thiêu. Đó là cái vấn đề về tài chính của mình trước khi đến với môi trường câu lạc bộ. Và cái khái niệm mà gia tăng tiền bạc đối với Thiêu là không có. Cái khái niệm mà gia tăng dòng tiền là chưa bao giờ Thiêu nghe qua. Thư cứ nghĩ rằng là mỗi anh chị ở đây mình sinh ra mình đi học mình lớn lên mình làm một cái công việc nào đó và mình có mức lương rồi xong thế là xong cuộc đời chứ theo không hề biết rằng là cái dòng thu nhập của mình nó có thể tăng lên một cách không giới hạn nếu như mình cho phép yes thì khi mà đến môi trường câu lạc bộ thì theo có thật sự biết được một trong những cái bí mật đó chính là bí mật vận hành luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để gia tăng dòng tiền và theo biết được những cái tư duy công cụ kỹ năng của những người thành công giúp cho mình gia tăng dòng tiền các anh chị thì sau hơn 3 năm học tập và rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ thì dòng tiền của theo thu nhập của theo đã tăng lên từ mức 5 triệu và tăng lên gấp 100 lần sau đó và cho đến một năm đầu tiên hai năm và 3 năm thì ngày hôm nay theo đã tích lũy được một khối tài sản của mình là hơn một triệu đô la đầu tiên trong cuộc đời của mình và thưa cũng đã sở hữu cho mình một cái cuộc sống tự do tài chính tự do thời gian à, đi du lịch vòng quanh thế giới không những như vậy mà thưa có thể gì dạ, phụng dưỡng được cha mẹ của mình dạ. và các anh chị không ạ à? à, có một số anh chị thành viên mới thì thưa cũng xin sau qua cái những cái thành công của mình để các anh chị có một cái niềm tin rằng là cô ấy làm được thì tôi cũng làm được và cái thành công đầu tiên trong cuộc đời của thưa đó chính là thưa đã đạt được cái mức chinh phục được cái mức lợi nhuận đầu tiên là chính là 100 triệu lợi nhuận đầu tiên của mình và đây là cái câu chuyện mà theo cực kỳ nhớ mãi và cái chặng đường thứ hai đó chính là theo đã rèn luyện đã, đã áp dụng công thức để mà theo có thể nâng cấp lên là mức thu nhập là 500 triệu sau đó đến một tỷ lợi nhuận và hơn thế nữa được không ạ và ngày hôm nay ngày hôm nay ha đó là một hành trình nó thành công thì nó không có điển hình các anh chị nhé đó là một hành trình thành công mà theo phải đi qua yes Uh, và theo phải nói trước các anh chị là tất cả các anh chị ở đây anh chị có thể đều có dư giả nguồn lực để các anh chị trở thành một trong số những người tốt những người giàu có nhất uh, top tốt 5% những người giàu có nhất nhưng uh, các anh chị có lý do để làm điều đó hay không yes anh chị có lý do để làm điều đó hay không nên là mỗi anh chị ở đây mỗi anh chị khác nhau mình sẽ có một cái mục tiêu khác nhau mình sẽ có một cái hành trình khác nhau không ai là giống ai cả được mà cái câu chuyện của theo chỉ là điển hình không không phải là điển hình và mỗi anh chị khác nhau mỗi cái cách ứng dụng khác nhau mỗi cái niềm khao khác khác nhau nó sẽ cho ra kết quả khác nhau ok được không ạ à? nhưng theo tin rằng là với cái kinh nghiệm trải nghiệm hơn 3 năm nay trong cái việc là giúp cho bản thân của mình gia tăng được lợi nhuận gia tăng được dòng tiền gia tăng được tài sản và theo cũng đã cùng môi trường câu lạc bộ giúp cho hơn 10.000 anh chị không những thành công hơn mà còn khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn thì theo tin rằng là theo sẽ giúp được cho các anh chị đây mình cũng sẽ gia tăng được dòng tiền của mình kể từ ngày này cho đi nếu như các anh chị chịu áp dụng nha ừ phải nói trước là chịu làm theo không làm theo thì bó tay được không ạ thôi kệ uh, uh, thôi cứ em uh, không cần hai ngày hôm nay thì theo không cần các anh chị phải tin lời theo nói mà Theo cần các anh chị làm theo những gì theo hướng dẫn, đó. Yeah. Tại vì nếu mà đợi các anh chị tin theo nói thì sao ạ? À? Thì chắc là anh chị già luôn rồi, đúng không? Đợi mà tin thì anh chị phải đợi cho Theo phải anh chị phải quan sát, anh chị phải dồn ngó Theo rồi anh chị dồn ngó rồi quan sát, rồi phải xăm xô rồi phải xua múa rồi phải làm đủ kiểu hết rồi mới tin đúng không? Phải từ từ rồi rồi, rồi từ từ nó mới tin vậy thì chắc hết cuộc đời luôn rồi. Thế nên là theo không cần các anh chị phải tin đừng tin những gì mà theo nói mà hãy làm theo những gì mà theo hướng dẫn tại vì khi mà các anh chị làm theo những gì theo hướng dẫn thì các anh chị sẽ nhìn thấy được kết quả và lúc đó bạn sẽ tự khắc mà tin ok đúng không ạ à? yes vậy thì không cần không cần phải tin những gì theo nói có một số anh chị là tin theo dữ lắm nhưng mà không có làm theo tin mà không làm theo thì cũng không được à, các anh chị niềm tin đó cũng là niềm tin mù quáng thôi nhưng mà chỉ cần làm theo những gì theo hướng dẫn thôi không cần tin được không nè ok đúng không ạ có một số anh chị nói rằng là bạn có gì để chứng minh cho tôi không ạ dạ không cũng có gì để chứng minh hết cách chứng minh duy nhất là anh chị hãy làm theo những gì theo hướng dẫn sau đó có kết quả tự khắc tin Như theo không có gì để chứng minh cho bạn ngoài cái câu chuyện thành công của mình đúng không còn câu chuyện thì nhiều khi anh chị không gặp được theo trước đây thì các anh chị nói theo giả tạo thì cũng vậy thôi nên thôi khỏi tin đi À, làm theo cho chắc. À, ok. Rồi và đây là một số cái trải nghiệm của Theo các anh chị. À, theo đã đi um, đến được uh, Nhật Bản, Hàn Quốc, đi đến được thành phố Dubai, trải nghiệm rất là nhiều những cái dịch vụ tuyệt vời đúng không ạ? Thậm chí là đi ngắm hoa đào tại Hàn Quốc và Theo đã xây được cho cha mẹ mình một căn nhà tại quê gấp bốn lần căn nhà cũ trước đây của cha mẹ mình và Theo đã đưa được mẹ mình đi ra hai nước trên thế giới, đúng không ạ? Và Sắp tới đây thì theo cùng với nhóm trí tiểu tú của mình sẽ có một cái chuyến du ngoạn tại Thái Lan. Và đây là Thái Lan các anh chị à? Và theo sẽ đi một lần nữa à, đi qua Thái Lan lần lần thứ hai. Và có um, không biết là lần thứ hai thì nó sẽ tuyệt vời như thế nào so với lần thứ nhất. Và theo cũng đã sở hữu cho mình cái chiếc ô tô mà như mình mong ước. Ừ. Và theo cũng đã có những cái trải nghiệm tuyệt vời trên thế giới. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À. Và đặc biệt là theo cũng đã có một cái chuyến à, xịn sò là đi sang châu Âu với hơn 10 anh chị đồng đội của mình cùng với hơn 150 anh chị trong môi trường câu lạc bộ là chạm đến uh, bước chân ra thế giới bước chân ra châu Âu rồi các anh chị ha bình thường đi châu Á rồi giờ tới châu Âu luôn rồi thiếu châu Mỹ <laughs> thiếu uh, American thôi các anh chị ha yes. và quan trọng hơn là theo đã uh, nhiều khi mình thành công nhưng mà mình không giữ được sức khỏe của mình đúng không các anh chị nhưng mà theo rất là biết ơn bộ công thức của câu lạc bộ không những giúp cho Theo đạt được cuộc sống thành công về tài chính nhưng mà mối quan hệ trong gia đình cũng rất tuyệt vời hơn nữa là mình giữ được cái body của mình rất khỏe rất trẻ và rất đẹp mà các anh chị đây là Theo sẽ thể hiện ba cái video thể hiện cho các anh chị thấy là Theo rất khỏe rất trẻ và rất đẹp pha Nếu như các anh chị gặp một cái người mà họ có một sức khỏe về cơ bắp Nhưng mà cái sức Và sức khỏe về tài chính không có được cao Vậy thì do là người ta đã không có bộ công thức hoàn hảo Để mà cân bằng nhiều yếu tố trong cuộc sống Nhưng ở đây theo sẽ chia Sẽ anh chị thấy Theo không phải là một người giàu có về cơ bắp Nhưng mà theo đang có một cái sự cân bằng Cả về sức khỏe Cả về sự hạnh phúc Mối quan hệ Cả về tài chính của mình đó là cái điều mà theo muốn các anh chị hướng tới đó không ạ okay. cái và không những có sức khỏe về cơ bắp mà mình có sức khỏe về thể lực nữa các anh chị Ain't like no <laughs> Tài sản nào mà qua được cái tài sản sức khỏe Các anh chị xây dựng được sự nghiệp Mà giữ được tài sản sức khỏe Thì đó mới là cái điều thành công Trọn vẹn các anh chị Và tất nhiên rồi Sắc đẹp đúng không giữ được sức trẻ sức khỏe nhưng mà sắc đẹp vẫn phải có

Ok, tuyệt vời ha Nhưng mà theo sẽ cho anh chị xem lại hình ảnh ngày đầu tiên của thầy Đây, đúng không ạ Có ai uh, cái ngày mà gặp Thư như thế này có biết được cái uh, câu chuyện như thế nào không ạ không. và mọi chuyện đều có thể nếu như bạn cho phép ok và theo đã cho phép mình có một cuộc sống như mình mong ước các anh chị chưa bao giờ theo giới hạn bản thân của mình lại và theo có một cái tư duy đó chính là gì người khác làm được thì mình cũng làm được yes người cái gì mà người khác làm được thì mình làm xuất sắc cái gì mà người khác không làm được á, thì mình càng phải học và rèn luyện và làm cho được thì thôi ok nên rằng là, là trước đây khi mà đến môi trường câu lạc bộ thì theo có một cái niềm tin đó chính là gì ạ dạ, cái gì mà người khác làm được á, thì mình chưa chắc làm được mà cái gì người khác không làm được á, thì mình càng không làm được và theo rất là may mắn được đổi niềm tin quá sớm vào cái năm mà mình còn ở dạng hai mươi mấy tuổi đó chính là gì dạ, kể từ giây phút này cho về đi cái gì người khác làm được thì mình làm xuất sắc còn cái gì người khác không làm được á, thì mình cần phải học rèn và làm cho được thì thôi. Ok, được không ạ? Và đây là niềm tin có thể khiến cho anh chị trở thành nhà vô địch đúng đấy. Vậy thì quay trở lại với cái chủ đề đúng không ạ? Và các anh chị nhìn thấy cuộc sống của thêm thì anh chị sẽ biết rằng là Theo cũng phải gia tăng được dòng tiền Thì Theo mới có thể nâng tầm cái phong cách sống của mình lên như vậy, được không? Chứ không thể nào không có. Vậy thì cái công thức để cho các anh chị gia tăng dòng tiền nhé. Và Theo chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay thì các anh chị hãy nhớ lưu công thức này lại và kế từ giây phút này trở về đi các anh chị phải áp dụng đúng theo thì à, nó luôn luôn hiệu quả đa số mọi người các anh chị ha đa số mọi người họ có một cái suy nghĩ là họ sẽ chờ cho cuộc sống của họ nó có cái gì đã tốt lên thì họ mới hy vọng rằng là họ mới gia tăng được lợi nhuận các anh chị ha họ sẽ ngồi họ nhìn ví dụ như họ nhìn ông sếp á, mà ông yêu thương mình thì mình mới có cơ hội được tăng lương đúng không hoặc là uh, hoặc là mình mình may mắn mình có vốn thì mình mới làm ăn kinh doanh thì mình mới gia tăng dòng tiền hoặc là mình phải uh, đi đâu ạ à? mình phải gì à? mình phải có cha mẹ hỗ trợ hoặc là mình phải có ông phải có cái ông to bà lớn nào đó phải nâng đỡ mình thì mình mới có cơ hội để gia tăng dòng tiền và đa số các anh chị nhìn vào cái cuộc sống ở bên ngoài của các anh chị Để các anh chị hy vọng rằng Để các anh chị xem rằng là mình có gia tăng dòng tiền được hay không Yes Ví dụ như có một số anh chị nói rằng là Mình đang đi làm công nhân Thì làm sao mà gia tăng dòng tiền được Lương công nhân mỗi tháng có vài triệu Có 7-8 triệu thôi Thì làm sao mà gia tăng lợi nhuận được hả Theo ơi Yes có bao nhiêu chị mình thắc mắc như thế không ạ? À? Hoặc là chị thấy rằng là chị làm kinh doanh cũng nhỏ lẻ thôi, chị thấy chị buôn bán cũng đơn giản thôi thì em nghĩ đi, bán ở quê như thế này á có bao nhiêu khách hàng đâu chứ? Có bao nhiêu người đâu chứ? Mà em nghĩ sao mà chị gia tăng lợi nhuận được chứ em? hả theo ơi là thiếu, đấy. Hoặc là em thấy không? Trong gia đình của chị biết bao nhiêu người rồi công và biết bao nhiêu là cái miệng để ăn rồi chị phải đi làm từ tối tới sáng như thế chị chỉ có một công việc như thế làm sao để mà gia tăng lợi nhuận yes thì đa số các anh chị anh chị không có dám tin tưởng rằng là mình có thể tăng trưởng lợi nhuận được khi nào khi các anh chị cứ nhìn vào cái bên ngoài cuộc sống của các anh chị có đúng vậy không hỏi các anh em ơi thì cho theo hỏi thứ bao nhiêu anh chị đây được bao nhiêu anh chị đúng như những gì theo nói Các anh chị comment số 1 thứ nào Ok, dạ. Yeah. Thì Theo sẽ nói cho các anh chị biết. Khi mà Theo đến với môi trường có trước đây thì Theo cũng giống như các anh chị thôi. Ừ, theo không có một cái ý định gia tăng lợi nhuận. Và Theo nghĩ rằng là theo chị đi làm và mong muốn có nhiều tiền hơn Và theo nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng mình làm Mình sẽ làm nhiều công việc Mình hy vọng rằng là mình có mức lương 5 triệu một tháng thôi là mình mừng lắm rồi các anh chị Chứ làm sao mà mình có thể mơ cao mơ xa được chứ Nhưng cho đến khi mà gặp được môi trường câu lạc bộ Theo gặp được người thầy của mình Đã dạy cho Theo biết cái cách vận hành luật hấp dẫn Và sức mạnh tiềm thức để gia tăng dòng tiền thì theo mới thật sự là thấu hiểu được tất cả những cái gì mà chúng ta có nó đến từ bên trong của mình các anh chị. Đầu tiên là các anh chị phải yêu cầu thì mọi thứ nó mới đến được. Dạ. Yeah. Bước một là chúng ta phải thật sự yêu cầu thì nó mới tới. Vậy thì ở đây bao nhiêu anh chị đây mình đã biết đến luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, sức mạnh phi thường bên trong của mình ạ thì các anh chị anh chị nào mà đã biết rồi thì anh chị comment số 1. Anh chị nào chưa biết thì mình comment số 10 nhé. Yes. Thì các anh chị đều biết rằng là sức mạnh bên trong một cái mẫu của mỗi anh chị đây mình sẽ có một cái tâm thức. Ok, cái này thì sẽ nói sơ qua thôi nhé. Chứ không muốn nói kỹ ở đây được nhé. Thì sẽ có một cái bài chia sẻ chuyên hơn về cái việc sức mạnh tiềm thức là cái gì làm sao để vận hành nó làm sao để cài đặt mục tiêu vô trong tâm thức mọi thứ thì sẽ nói rất là rõ trong cái chương trình sắp tới được không ạ thì bữa nay chúng ta sẽ không có đề cập tới cái cái tâm thức của các anh chị được không các anh chị chỉ cần hiểu đơn giản là mỗi anh chị ở đây mình đều có một cái tâm thức ở bên trong và cái tâm thức này nó có thể giúp cho các anh chị đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn ok em ạ Yes. vậy thì khi mà các anh chị uh, mẫu anh chị đây mình đều có một cái tâm thức ở bên trong thì cái tâm thức đó, nó giống như là một cái giác quan thứ sáu của các anh chị thôi giác quan năm giác quan các anh chị là mắt mũi miệng tai đúng không ạ vậy thì cái giác quan thứ sáu của các anh chị nó là tâm thức mà từ hồi xưa giờ các anh chị không có biết và các anh chị không có xài ok các anh chị không có biết và các anh chị không có sử dụng thì cái tâm thức của các anh chị nó giống như là nó giống như là một cái hệ điều hành của cái chiếc điện thoại này đúng không ạ cái vỏ bề ngoài của chiếc điện thoại này là tay chân xương cốt cơ thể của các anh chị được không ạ còn cái hệ điều hành của cái chiếc điện thoại này nó giống như là cái tâm thức của các anh chị và cái tâm thức của các anh chị nó giống như là một cái hệ điều hành của cơ thể của các anh chị vậy đó Tim của các anh chị hoạt động nhờ đâu tìm các anh chị hoạt động nhờ đâu nhờ cái tâm thức các anh chị điều khiển cơ mắt của các anh chị nhìn nhờ đâu? Nhờ tâm thức các anh chị nó vận hành. Ok. Được không? Hiểu nôm na chưa? Nếu như một người mà họ mất đi cái tâm thức thì giống như là một người vô tri và không có trí nhớ, không có nhận thức gì cả. Ok. Các anh chị hiểu chưa? Và trong cái tâm thức này nó có hai phần, đó chính là phần ý thức và phần tiềm thức. Cái phần ý thức là phần là nhiệm vụ của nó là đưa ra quyết định còn tiềm thức nó có nhiệm vụ là đồng ý và cho thêm. Bao nhiêu anh chị ở đây mình đã từng biết tới ông thần đèn ạ. À. Mình đã từng biết đến cái câu chuyện mà Aladdin và cây đèn thần ạ. À. Yes, Aladdin và cây đèn thần vào một ngày đẹp trời. Aladdin đang đi dạo thì nhìn thấy cái chiếc đèn thần và anh ta đã lụm lên. Anh ta đã lụm lên và xoa 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 xoa. Thì ông thần đèn đã xuất hiện và ông thần đèn nói là vậy ạ dạ. mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi mong muốn của ngài là mệnh lệnh của cả vũ trụ này ngay bây giờ hãy nói cho tôi biết mong muốn của ngài là cái gì để tôi đáp ứng cho dạ yeah. các anh chị còn nhớ cái câu chuyện Aladdin và cái đèn thần không ừ uh huh yeah. và ông Aladdin ông à, ông thằng đèn đã cho ông Aladdin ba điều ước và ba điều ước đó nhưng mà các anh chị biết không ạ mỗi anh chị ở đây đều có một cái ông thằng đèn y chang như vậy nhưng mà các anh chị quên ước các anh chị không chịu ước ai bị không chịu ước chi đúng không nhưng mà cái ông Aladdin á à, cái cây à, cái cây thằng đèn á của ông Aladdin á nó hồ biến một cái là đạt được mục tiêu nhưng 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 mà chúng ta ở đây chúng ta sống thực tế một tí đúng không ạ thì chúng ta không có hồ biến nhanh như ông, ông thần đèn được mà có điều là chúng ta có một cái thời gian để 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 chúng ta tạo ra nhưng không gì là không thể các anh chị nhớ chưa không gì là không thể yes và các anh chị có tin không ạ trong cuộc đời các anh chị ngôi nhà các anh chị đang có con các anh chị đang ở chồng các anh chị đang ở bên đúng không? Ạ? chiếc xe mà các anh chị đang đi công việc mà các anh chị đang làm anh chị hãy thử nhớ lại đi có phải là do các anh chị đã yêu cầu trong quá khứ không ạ cái mức thu nhập mà các anh chị đang có có phải là do các anh chị đã yêu cầu trong quá khứ không ạ có ai nói với theo là không có không yeah có ai, có ai chắc với theo là không có không ạ có ai tự tin nói là không không ạ và anh chị biết không ạ mẹ theo đó yêu cầu rằng mẹ theo có một cái ước mơ ở trên là lớn lên sẽ có một ngôi nhà thật là to để mà mẹ theo quét dọn và anh chị biết không ạ 30 năm sau mẹ theo đó cái đứa con thứ hai của người mẹ theo đã lớn lên và đã trưởng thành cô ấy đã xây dựng công việc kinh kinh doanh cũng như là cuộc sống tạo ra cái sự thành công về tài chính và đã để dành dụm tiền bạc xây cho mẹ cô ấy xây cho mẹ theo một cái căn nhà gấp bốn lần cái căn nhà trước đây gấp bốn lần cái căn nhà mẹ mình tự xây và ngày hôm nay mẹ theo đã đạt được cái ước mơ của mình đó chính là mỗi ngày lâu bàn ghế chùi bàn ghế lâu từng cái bậc thang của cái ngôi nhà và lâu từng cái thang và mẹ theo gọi điện nói rằng là ôi con ơi bữa nay á, là nhà mình không có ai chịu lâu nhà hết chứ có mỗi mình mẹ lâu à kê thì muốn nói là thì cũng mẹ chứ ai hồi xưa mẹ ước như thế đúng không hồi xưa mẹ ước rằng mẹ muốn có nhà to để mẹ tự lâu nhà đúng không nè tại vì không có cái nhà nó chỉ có nhà đất thôi các anh chị nhà đất thì đâu có lâu chùi gì đâu mẹ theo rất ước để có cái nhà để mà lâu chùi mà nhà to mới chịu chứ thế là ngày hôm nay mẹ Thiều phải lâu từ nhà dưới lên nhà trên lên đi phòng của chị gái qua phòng em trai đến phòng ông cha và đến phòng của mình rồi đến phòng của mẹ xong là mẹ bắt đầu gọi điện than thở thế thì muốn nói rằng thế bây giờ mẹ ước lại đi mẹ ước rằng là tôi có người lâu nhà đi mẹ nói hồng 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 à, đây là ước mơ của mẹ nên là mẹ nói vậy thôi cho mẹ thích lắm mẹ kêu mà. Yes, cái đây là câu chuyện có thật, cái anh chị đó là câu chuyện của mẹ Theo đấy. Và cái ngôi nhà mà Theo đang ngồi đây là Theo đã xây cho mẹ em. Và hàng ngày mẹ Theo cứ gọi điện cảm ơn, cảm ơn con gái, nhờ có con gái mà mẹ mới có nhà để mà mẹ ở nó mát như thế này. Tại vì thời tiết bây giờ nó đâu có mát đâu các anh chị. Nhưng mà mẹ Theo đã ước mơ, mẹ Theo đã ước rằng là có được cái ngôi nhà ở phía đằng sau nhà để mà hứng gió, hứng gió và cứ mỗi lần mà đi làm về là có gió tạt vô người các anh chị cực kỳ mát luôn yes căn nhà rất mát nếu có dịp các anh chị thử ghé chơi anh chị sẽ hướng được một cái không khí thiên nhiên một cái hơi mát một thiên nhiên nó tuyệt vời như thế nào đúng không ạ yeah ok đó là câu chuyện của mẹ thôi thì thì thế muốn nói cho các anh chị biết rằng là gì vậy? những cái gì mà các anh chị có nó đến từ việc các anh chị yêu cầu kể cả là cái thu nhập mà các anh chị đang có Yes. <laughs> và theo có một cái một cái anh học viên đến học tập và rèn luyện với Theo Anh ấy bao nhiêu năm này bán trái cây. Anh ấy là một cái người bán trái cây ngoài chợ. Và cho đến một ngày đẹp trời thì anh ấy đã mong muốn có thể có nhiều tiền hơn để mà mình gia đình của mình hạnh phúc hơn bởi vì chính vì cái vấn đề về tài chính anh ấy không có tạo ra dòng tiền tốt mà cái gia đình vợ chồng không có hòa hợp để lại anh một đứa con và anh phải tự nuôi con của mình thế là anh đã có một cái ý định là phải có nhiều tiền hơn và trong cái lúc mà anh buôn bán trái cây như vậy thì vô tình rảnh rỗi liên mạng lướt lướt thì gặp ít theo liền và anh đã tham gia vào nhóm học tập rèn luyện với hương thì sau rất là nhiều ngày nhiều tháng thì theo mới nói rằng là anh hãy đặt mục tiêu đi mục tiêu đi bình thường anh bán trái cây bao nhiêu bởi anh nói rằng là bình thường anh bán một ngày á vài trăm nghìn thôi. Thế thì bây giờ em nói rằng là anh hãy tăng lên vài triệu đi. Yes và anh hãy tăng lên vài triệu lợi nhuận mỗi ngày. Và cho đến ngày hôm nay anh ấy đã tăng lên gần 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu trên một ngày. thậm chí là theo hãy nói rằng là tại sao anh không yêu cầu anh có 10 triệu một ngày đi. Yes. Và anh chị biết không mà anh ấy đã gia tăng được cái dòng thu nhập của mình từ những cái người bán trái những cái người mua trái cây. Bình thường là chỉ có những người đến mua trái cây 100.000, nghìn, 200.000. Nghìn. Bây giờ có rất nhiều người đến mua trái cây 500.000, nghìn, 600.000, nghìn, 1 triệu luôn. Các anh chị. Và theo nói rằng là anh ơi, anh hãy đặt mục tiêu cao hơn đi. để mỗi tháng nếu anh đạt 30 triệu lợi nhuận mỗi tháng bán trái cây, tạo ra 30 triệu lợi nhuận, anh hãy chích ra 3 triệu là 10% thôi và hãy dẫn con gái của mình đi lên cái tòa nhà cao nhất Đông Nam Á để mà uống một cái ly cocktail hoặc là ăn một bữa ăn trưa ở đó và để để cho cái cơ thể anh nó biết rằng là mọi thứ đều có thể tôi có thể chạm đến những cái sự giàu sang cái sự sang trọng và anh hãy mặc một bộ đồ đẹp nhất quần sơ mi áo sơ mi quần tay thắt cả cà vạt vô và hãy hãy dẫn đứa con gái của mình mặc cho nó một bộ đồ váy một cái váy sang trọng và đeo một đôi kính đen vào một đôi kính ngầu vào và hai cha con hãy dắt nhau đi lên cái tòa nhà cao nhất đông nam á đó chính là lăng mắt tâm mốt đúng không ạ hãy thử Trích 10% phần trăm trong 30 triệu của anh đó là 3 triệu hãy dẫn con của mình lên đó ăn một bữa trưa thôi Yes, và anh chị biết không mà cái bức tranh đó nó làm cho anh ấy có cảm xúc và từ cái thu nhập chưa tới 30 triệu chỉ có mười mấy triệu thôi anh ấy đã có một cái cảm xúc một cái cảm hứng để mà học tập để mà phát triển để mà rèn luyện để mà thức dậy sớm sáng ra và lấy trái cây về nhiều hơn và yêu cầu mỗi ngày và một cái điều tuyệt vời là vậy? tất cả những cái người khách hàng bắt đầu tăng lên về đơn hàng bắt đầu lớn lên thay vì bán một đơn 100 ngàn Thì bây giờ có những cái đơn hàng 500 ngàn 1 triệu Và rất là nhiều khách hàng thu hút tới Và thế là anh đã đạt được cái lợi nhuận là 30 triệu lợi nhuận cho một tháng Yes và Thiêu cũng chưa biết là anh đã dẫn con gái mình đi lên cái tòa nhà lăn mắt chưa nữa. Ok. Thế thì vợ mà đây là câu chuyện có thật các anh chị. Còn nhiều câu chuyện khác mà chưa thể kể ở đây được. Ừ. Kể ra sơ như vậy để cho các anh chị hiểu rằng là vậy không phải các anh chị làm kinh doanh lớn cũng không phải các anh chị làm kinh doanh nhỏ cũng không phải các anh chị đang đi làm công ty cho người ta thì các anh chị không được quyền gia tăng lợi nhuận đâu ạ à. thì đã có rất nhiều chị em làm văn phòng làm lương cố định luôn nhưng mà khi khao khát một cái mức thu nhập cao hơn thì những chị đó những anh chị đó họ có thể là họ gặp được công việc số hai ví dụ như theo có một cái người chị đang học tập và ràng lại với theo tuy là không có nghiêm túc không có tập trung một trăm phần trăm tại vì phải đi làm công ty phải làm công ty nữa và về phải lo chăm con các thứ thì theo nói là chị cứ học như theo chị có ý định gia tăng lợi nhuận không chị có mục tiêu để gia tăng lợi nhuận không chị nói là có thế bây giờ là hiện tại chị đang làm mức thu nhập là bao nhiêu thì chị nói rằng là thu nhập của chị chỉ có 5 triệu một tháng thôi. Thì chỉ có một cái cái bởi vì sao bởi vì trong cuộc sống của chị á, là do là tin tưởng những cái người mà không tốt nên là chị đã dùng cái tiền mà tiết kiệm của chị ấy á, đi đầu tư lời lãi nên đã mất trắng tất cả nhờ như vậy mà mới chịu tới học với thơ bởi vì với 5 triệu một tháng thì không thể nào trả lãi được và bắt buộc phải có phải gia tăng lợi nhuận hơn thế là chị ấy đã chịu học tập với thơ trong một khoảng thời gian thì may mắn chị đã thu hút được một cái công việc số 2. Cộng với công việc thứ nhất thì thu nhập đã tăng lên từ 5 triệu lên 15 triệu. Và sau đó chị thấy rằng là vẫn chưa đủ. Chị đã yêu cầu lên cái mức thu nhập là 20 triệu thì chị đã có thêm một công việc số 3. Dạ. Yeah. Ok. Và hiện tại chị đã tạo được 20 triệu lợi nhuận mỗi tháng. Và chị đã thanh lý hết tất cả những cái khoản chưa dương kia. Và theo nói rằng là chị ơi, Ừ, chị cần phải gia tăng lên đi chị muốn gia tăng cái lợi nhuận cao hơn nữa thì chị phải chuyển đổi chuyển đổi một thêm một cái ý nữa thì cái đó theo sẽ hướng dẫn cho các anh chị vào ngày mai được không ạ nay nên là những cái câu chuyện này thì theo chia sẻ để cho các anh chị biết rằng được dù anh chị có đang làm bất kỳ công việc gì, ngành nghề gì thì đều có thể gia tăng nhầm tiền được. Còn tăng nhiều hay tăng ít thì cái câu chuyện đó theo sẽ nói vào ngày mai. Ok không ạ. Còn tất cả là đều được. Và sẽ đi câu chuyện của theo đúng không? ạ? Anh chị có biết không? À, lúc mà theo làm ra năm năm triệu một tháng thì theo thấy nó không có dư. Thế thì lúc đó thì theo mới nhập sản phẩm theo bán thu nhập sản phẩm gì là theo cứ bán vậy thôi thì cái hôm đó là cái chị bốt mà gỡ sản phẩm như theo á chị mới nói rằng là em đặt mục tiêu đi thế là em mới hỏi rằng là bình thường là chị bán bao nhiêu tiền lợi nhuận Thế chị nói rằng là chị bán được 10 triệu lợi nhuận đấy 10 triệu ha Ừ vậy em cũng đặt mục tiêu 10 triệu thì lúc đó là trong đầu của theo nó có ý định 10 triệu chỉ có suy nghĩ vậy thôi thì vô tình làm theo mới uh, bán hàng cứ bán hàng vậy đó thì bình thường là em theo cứ bán bình thường thôi thì cái hôm đó là đặc biệt cái hôm đó thì theo mới được tự nhiên là theo biết đến cái những cái hậu nhóm trên 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 phở bò trên, trên cái face đó của mình á thì lúc đó theo mới vô cái hội nhóm đó cái theo được live stream ở trong đó cái theo live stream cái theo làm gì không biết thì có rất là nhiều anh chị mua hàng mua hàng của mình nhưng mà mình không biết quản lý tiền nên là theo không có giữ được cái tiền bạc anh chị hiểu không ạ thì sau cái tháng đó thì theo mới cộng cộng lại Thì theo thấy là theo bán hơn 10 triệu là nhuận Tuy là tiền thì không thấy đâu Nhưng mà tổng kết danh số thì thấy có bán hơn 10 triệu là nhuận Thì theo thấy nó vi diệu quá thư thấy là mình chỉ có ý nghĩ rằng là mình 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 muốn có 10 triệu thôi mà mà nó cũng đạt được luôn Thì lúc đó thì có một cái ý tưởng À nếu nó đúng như 10 triệu Thì nó sẽ đúng với 100 triệu các anh chị Đúng không? Nếu nó đúng như 10 triệu thì nó cũng đúng như 100 triệu. Và ngay từ điểm đó thì đã có một ý tưởng là theo sẽ bán hàng làm sao mình bán được 100 triệu lợi nhuận. Lần đầu tiên trong cuộc đời của theo dám nghĩ tới cái số tiền là 100 triệu lợi nhuận các anh chị. Và dám nghĩ thì mới dám làm. Các anh chị nói nha. Đầu tiên là các anh chị phải dám nghĩ. Rồi tất cả anh chị ghi xuống nha. Anh chị phải dám nghĩ. Bây giờ theo hỏi anh chị là anh chị dám nghĩ anh chị tạo ra bao nhiêu tiền lợi nhuận một tháng. Cái bước dám nghĩ nó phải tới trước rồi mới tới cái bước dám làm. Ok không? Cái bước dám nghĩ thì nó tới, cái bước dám làm nó mới tới các anh chị. Nếu như mà các anh chị không nghĩ trước thì nó không thể nào ra bên ngoài được. Thì sau này cái lúc đó là em theo chưa có đến ngôi trường câu lạc bộ khi mà theo chưa đến môi trường câu lạc bộ là theo đã có một ý định là theo có phải tạo ra 100 triệu lợi nhuận các anh chị và thật sự rất là thì sau khi mà theo có cái suy nghĩ đó thì mọi thứ nó dẫn đưa đường dẫn lối cho theo gặp được môi trường câu lạc bộ và theo trở thành thành viên của nhóm rèn luyện danh nhân chạm tới hóa vàng rèn luyện thân tâm trí thì mới biết được rất là nhiều tư duy công cụ kỹ năng tạo ra dòng tiền Thiếu biết thêm tư duy thì biết thêm công cụ thì biết thêm kỹ năng và thậm chí, thậm chí rằng là thiếu biết cách vận hành luật hấp dẫn nữa nhờ như vậy mà thiếu đã tăng cái lợi nhuận của mình từ 5 triệu lên 20 triệu 20 triệu lên 50 triệu 50 triệu lên 100 triệu và thiếu đã đi từ cấp bậc như vậy và cuối cùng chính xác là hơn 6 tháng gần 6 tháng học tập rèn luyện thì đã chinh phục được cái mức lợi nhuận là 100 triệu lợi nhuận cho mình không nói điều ra chị đây là tất cả là sự thật các anh chị uh, tin hay không tin thì nó cũng là sự thật Và nếu như anh chị không tin thì Facebook của Theo hầu đó là Theo có làm mấy cái live stream ấy. Theo có làm mấy cái live stream Và mấy mấy cái live stream ấy thì vẫn đăng lên Youtube của mình Và sau khi mà Theo đã chinh phục được cái lợi nhuận đầu tiên anh chị biết không ạ Theo đã làm nguyên một cái chuỗi live stream 30 ngày Chia sẻ lại bí kíp cho tất cả anh chị Và anh chị biết sau cái chuỗi live stream đó của Theo hàng trăm mà nghìn anh chị đã gia tăng được lợi nhuận của mình các doanh nghiệp họ đang điêu đứng dòng tiền họ đều tăng trưởng thậm chí rằng là họ không thèm nghe người thầy của nhau luôn thậm chí rằng là họ không có cần vô vô dung rèn luyện đâu họ lâm cái chủ livestream đó của theo họ về nhà họ vô cái xó góc đó họ ngồi họ ghi chép từng câu từng chữ vậy mà cái doanh nghiệp của họ cũng gia tăng dòng tiền à, các anh chị Đấy, nên là không có lý gì mà thứ đó là cái chuyện quá khứ rồi. Đấy và theo đã gì ạ? Tiếp tục theo đã làm như vậy và sau đó trong vòng 3 tháng kế tiếp thì đã gia tăng lợi nhuận lên gấp 5 lần. Và sau đó thì cứ tiếp tục như vậy ha. Ok. Vậy thì bây giờ các anh chị hãy viết xuống. Không cần biết gì hết thì không có hỏi các anh chị là có đạt được hay không. thế không có hỏi anh chị rằng là anh chị có đạt được hay không, cái chuyện nó tính sau đi ạ. Ngay bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào cái ý định của mình là các anh chị thật sự muốn tạo ra bao nhiêu tiền một tháng. Nhớ. Vì sao? Vì sao bạn lại muốn tạo ra số tiền đó? Đúng không ạ? Vậy thì bước 1, các anh chị hãy viết xuống số tiền mà các anh chị thật sự muốn tạo ra. Nhá. OK, thế sẽ nói cho các anh chị biết muốn thì nhiều lắm nhưng mà còn bước hai nữa. anh chị thật sự muốn tạo ra bao nhiêu tiền lợi nhuận một tháng và bước số 2 chính là cái lý do anh chị phải tìm cho theo đủ cái lý do tại sao bạn phải có số tiền đó cái bước số 2 là cái bước hơi căng một xíu được. Thà, rất nhiều anh chị qua bước 2 là là rất ở lại lớp đa số các anh chị ở lại lớp là ở bước 2 ở lại lớp ở đây có nghĩa là sao là không có đạt được cái mức lợi nhuận như mình muốn vậy thì kể từ giây phút này cho về đi nếu như các anh chị không có đạt được cái mức lợi nhuận như các anh chị đề ra đặt mục tiêu ra thì có nghĩa là bạn đã không làm đúng cái công thức mà theo hướng dẫn cho bạn ngày hôm nay còn nếu như bạn làm đúng công thức mà theo hướng dẫn cho bạn ngày hôm nay thì âu tu bạn đạt được mục tiêu 100%. Ok. Còn bạn không làm, bạn không đạt được nghĩa là bạn không làm đúng cái công thức ngày hôm nay, được không ạ? thì thì bước mẫu các anh chị hãy viết xuống là cái mức lợi nhuận các anh chị thật sự muốn tạo ra trong một tháng là bao nhiêu. Đã nói là không cần tin những gì theo nói, chỉ cần làm theo. Tại vì đợi mà anh chị tin á thì chắc là mình già nua rồi, được chưa ạ? Ok. Nếu như các anh chị muốn theo giúp các anh chị thì các anh chị hãy không cần phải tin những gì theo nó. Nếu như thật sự các anh chị muốn theo hỗ trợ cho các anh chị thì hãy làm theo những gì mà theo hướng dẫn. Thì ngay bây giờ trong não các anh chị sẽ bắt đầu chạy ra những cái suy nghĩ là thôi nó xạo đó, nó không làm được đâu. Trời ơi làm sao mà được. Và anh chị viết xuống con số anh chị cảm thấy run run tay đó không ạ? Làm sao? chị viết chỉ cần xác định cho theo rằng là cái số tiền mà các anh chị thật sự cần, cái số tiền mà các anh chị thật sự muốn có muốn tạo ra trong cái cuộc đời các anh chị là cái gì? Nó phải đủ cái sự hấp dẫn các anh chị, nó phải đủ cái sự hấp dẫn. Ok, rồi vậy thì cái điều đầu tiên, bước một ha. Ok, rồi các anh chị hãy viết luôn cho theo rằng là thật. cái ngày nào thì các anh chị sẽ chinh phục cái lợi nhuận đấy. Hãy cho theo biết luôn cái ngày mà các anh chị chinh phục cái lợi nhuận đó luôn. Cái số tiền lợi nhuận mà các anh chị phải tạo ra được hàng tháng là bao nhiêu. Và hãy cho theo xin cái ngày tháng năm mà các anh chị chinh phục được cái lợi nhuận đó. Nếu như cái cái, cái lợi nhuận mà nó, nó, nó cao so với cái số tiền bây giờ các anh chị. Thì các anh chị hãy cho 6 tháng thay đổi. Còn nếu như mà cái lợi nhuận mà nó ngắn nó nó gần gần với cái lợi nhuận của các anh chị thì anh chị có thể cho 1 tháng để thay đổi. Anh chị hiểu không? Ví dụ như hồi xưa theo đang làm cái mức thu nhập có 5 10 triệu thì để mà tạo ra 100 triệu thì phải cho phép mình trong vòng 6 tháng để thay đổi. Thì trong 6 tháng đó thôi mà nó đạt được trước 6 tháng này tuyệt vời mới đạt được sau 6 tháng nó cũng không sao đúng không ạ? Mà mà, mà theo, theo, theo cho 6 tháng này thôi. Còn nếu như mà từ 5 triệu mà theo lên 20 triệu thì nó chỉ là 1 tháng thôi. Đúng không? Anh chị hiểu vấn đề chưa? Rồi Bước 1 Các anh chị em ạ Bước 1 Cứ làm từng bước Đừng có nhảy bước Làm từng bước cho theo kỹ lưỡng Từng bước cho theo Chia sẻ rất là kỹ lưỡng Để gì? kể từ giây phút này cho vừa đi Các anh chị muốn gia tăng lên gấp bao nhiêu lần Các anh chị đều phải quay trở lại cái công thức này Được không ạ Anh chị đều phải quay trở lại công thức này để anh chị học lại Thì bước 1 là các anh chị phải viết xuống số tiền Mà các chị thật sự cần là bao nhiêu và cho luôn cái ngày tháng năm. Ok. Rồi. Bước 2. Bước 2 nó rất là quan trọng. Đó chính là anh chị phải biết được cái lý do tại sao bạn phải có số tiền đó. Và tất cả số tiền mà theo yêu cầu từ vũ trụ nếu như có lý do đủ lớn thì hầu như theo mới đạt được. Còn nếu như mà theo không có lý do thì không đạt được các anh chị. Thì đã trải nghiệm rồi, Theo đã trải nghiệm cái công thức này hơn gần 4 năm nay và những cái mục tiêu nào mà theo có lý do đủ lớn thì theo đều đạt được hết và không có lý do thì theo không đạt được và theo đã hướng dẫn cho rất rất nhiều anh chị để học tập với theo nếu như theo giúp được cho cái người đó tìm ra được cái lý do đủ lớn thì hầu như cái mục tiêu đó của họ đạt được mà họ không tìm ra được lý do thì hầu như họ không không đạt được luôn ok vậy thì anh chị hãy viết xuống cái lý do Hãy tìm ra thật nhiều lý do Cái này nó quan trọng lắm các anh chị Theo ví dụ như là khi mà em theo yêu cầu Em theo có 100 triệu lợi nhuận Em theo có lý do rất là cụ thể Lý do thứ nhất Đó chính là em muốn có 10 triệu Để mà Để mà báo hiếu cho mẹ mình Trả ơn mẹ mình Tại vì hồi xưa em có vay mẹ mình 10 triệu để đi kinh doanh và nếu như các anh chị ạ nếu như mà theo nếu như mà 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 theo theo tạo ra 10 triệu á anh chị nhớ nè đây là mục tiêu dài đây là mục tiêu mà theo muốn tạo ra 10 100 triệu lợi nhuận mỗi tháng nha có nghĩa là em muốn nâng tầm cái con người của mình lên cái khả năng tạo được cái lợi nhuận đó chứ không phải là thu hút một số tiền tạm thời nhất thời nha các anh chị nha anh chị hiểu không ạ nó khác nhau nha em không hề thu hút cái tiền nó nó nhất thời mà đây là em đang muốn các anh chị lập trình trong tiềm thức các anh chị tạo ra cái số tiền lợi nhuận đó trọn đời cho các anh chị luôn có nghĩa là mỗi tháng tối thiểu là cái đó là cái số tiền mà mình phải tạo ra được mỗi tháng nó trở thành cái nhiệt kế tài chính của các anh chị luôn chứ theo không có chỉ cho các anh chị thu hút một khoản tiền nhất thời sau rồi những tháng sau không có anh chị rõ không ạ có vẻ khá im lặng nha comment mạnh mẽ lên các anh trời để cho nó à, năng lượng lên ok vậy thì em sẽ lấy câu chuyện của mình để anh chị suy ra bài học của mình nhé theo đã lấy cái lý do cho cái mục tiêu 100 triệu là nhận của hơn đó chính là theo phải có 10 triệu để mà trả cho mẹ mình nếu như mỗi tháng mà theo có thể mang gì cho mẹ mình 10 triệu thì theo là đứa con nhất ở đây rồi tại vì hồi xưa giờ mẹ theo không có coi trọng theo các anh chị mặc dù theo là đứa con rất yêu thương mẹ mình nhưng mà bởi vì theo không có tư duy theo không có kiến thức theo cứ hứa hẹn với mẹ mình theo hứa rằng là theo sẽ lo cho cha mẹ mình nhưng mà theo cuối cùng thì không có lo được cái gì hết theo toàn bao đời thôi thì khiến cho cha mẹ mình rất buồn và rất thất vọng về theo nên cái cảm giác mà được cha mẹ mình tự hào về mình đó các anh chị cái cảm giác đó nó cao lắm đó nên là để mà có được cái cảm giác cha mẹ mình phải tự hào về mình Thì theo phải mang về cho mẹ mình 10 triệu mỗi tháng Đúng không ạ? Và anh chị biết không? Ở quê đó ai mà làm ra được 10 triệu lợi nhuận Là người đó đỉnh nhất ở đây rồi Mà mỗi tháng theo có thể mang về cho mẹ mình 10 triệu Thì có phải là cha mẹ theo phải rất nể thôi không? Rất, rất là cảm thấy tháng phục đứa con của mình không ạ? Và lúc cái lúc đó thì không biết làm sao để cho ra cái tiền đó đâu anh chị nhé. Cái lúc này là theo không biết làm gì hết nha anh chị lưu ý nha. Lúc này chỉ là cái lúc mà mình yêu cầu thôi nha. Lúc đó chỉ là cái lúc tưởng tượng cho nó vui thôi các anh chị nhớ không ạ? Cái này là chỉ mới là cái bước nghĩ trong đầu thôi các anh chị. Cái đây mới là bước nghĩ thôi. Vì thì theo có một cái suy nghĩ rằng là nếu như mà Thiếu làm ra 10 triệu và Thiếu mang về 10 triệu thì đưa cho mẹ thì hết thì coi như rằng là đâu có gì là thú vị đâu đúng không các anh chị mình làm ra 10 triệu mà mình mang hết về 10 triệu cho mẹ mình thì coi như còn mình đâu còn cái gì để chi ti tiêu đâu mình không có tiền để ăn mình không có tiền để lo cho cơ thể mình không có tiền để lo cho tương lai chắc quá vậy thì không thể nào mà tạo ra lợi nhuận 10 triệu được vậy thì nếu như dừng lại ở mức lợi nhuận 10 triệu thì mình sẽ không đạt được cái ước mơ đó bắt buộc mình phải làm ra 100 triệu Đúng không các anh chị? Anh chị công nhận không? Anh chị thấy em đàm phán với vũ trụ thấy hợp lý không? Hợp lý. Chứ nếu như làm ra 10 triệu, mang về 10 triệu thì còn cái gì là ý nghĩa nữa? Còn cái gì là đặc biệt ở đây đâu? Đúng mà coi như là mình mình suốt đời mình vẫn ăn bám cha mẹ mình. Tại vì mình đưa hết tiền cho cha mẹ mình rồi. Thì cuối cùng mình phải phụ thuộc vào cha mẹ mình không? Không được, không được, không được, không được. Để cho nó hợp lý là mình chỉ trích một phần 10 cái số tiền mình có cho cha mẹ mình thôi. Vậy thì mình phải làm ra 100 triệu là nhận mới đủ Rồi còn tiền gì nữa Tiền chăm sóc sức khỏe nữa Tại vì nếu như em không Cái lý do số 2 Là mình phải có tiền để chăm sóc sức khỏe nữa Tại vì nếu như mà mình không có sức khỏe Càng ngày mình càng già nua Mình không còn vẻ đẹp mình bị những người đàn ông họ khinh thường Rồi mình cưới chồng về Mình sinh con, mình ốm yếu Mình không có sức khỏe thì lấy đâu sinh con Rồi mình, tại vì theo chứng kiến Rất là nhiều người phụ nữ đẻ con rất là không hề dễ dàng rồi đẻ nó ra mình không có dinh dưỡng cho nó là nó cứ bị cái nọ bị cái kia nên là phải có tiền để chu cấp dinh dưỡng đầy đủ cho sức khỏe thì thêm 10 triệu mỗi tháng nữa là 20 triệu vậy thì bắt buộc phải tạo ra 100 triệu lợi nhuận mới có dư được anh chị công nhắn hết rồi ok ok bây giờ mình khỏe mạnh rồi chẳng lẽ mình không lo dinh dưỡng sức khỏe cho cha mẹ mình Cha mẹ mình phải khỏe thì mình mới yên tâm để mình làm việc chứ. Mình mới yên tâm mà mình mới sống chứ. Mà bây giờ mà biểu cha mẹ của mình mà tự lấy tiền túi ra mua dinh dưỡng ăn đi là chắc là cái chuyện đó không bao giờ có. Đúng không các anh chị? Không bao giờ có. Tại vì cha mẹ mình là bậc thầy tiết kiệm mà bậc thầy gọi là tiết kiệm không dám ăn, không dám chi mà mình bảo bỏ ra 10 triệu ăn dinh dưỡng mỗi tháng chứ còn lâu. Vậy thì sao Thì chỉ có mình phải lo thôi mình lo cho cha mẹ mình ngay bây giờ cha mẹ theo khỏe ngay bây giờ thì sau này 5 năm nữa 10 năm nữa theo đỡ phải lo các anh chị tại vì theo mà gặp mà cha mẹ theo không khỏe mạnh thì theo cũng khỏi làm ăn gì luôn tâm lý của theo nó sẽ bị bất an và theo sẽ rất là xót xa cho cha mẹ mình và chắc chắn là lúc đó mình cũng không thể nào phát triển sự nghiệp được nên chỉ có một cách duy nhất là mỗi tháng mình phải đầu tư cho cha mẹ mình đảm bảo cha mẹ khỏe mạnh cho chắc ăn các anh chị thì phải tạo ra 100 triệu lợi nhuận thôi anh em ơi. Anh em rõ không ạ? Chưa hết. Cái tương lai của mình, nếu như mình làm ra 30 triệu mà mình xài hết 30 triệu thì còn gì là tương lai nữa đúng không các anh chị? Chắc chắn mình phải làm hơn cái mức đó. Vậy thì cái lợi nhuận mà mình phải chinh phục được là 100 triệu lợi nhuận để làm gì? Để có tiền dư nữa, có tiền dư, mỗi tháng mình dư 70 triệu thì 10 tháng mình dư 700 triệu mình có 700 triệu dư thì mình mới hy vọng mình mới sở hữu được một cái bất động sản nó ngon lành một tí rồi mình để dành thêm để để thêm một năm nữa mình có thêm bao nhiêu ạ à? bảy 7, 7, 14 Một tỷ tư cho đất thôi từ hồi trước giờ mình không dư đồng nào bây giờ mình nghĩ tới một tỷ tư trong cái tài khoản mà thấy nó tuyệt vời anh chị đấy nó chỉ đơn giản vậy thôi đó là cái bước dám nghĩ dám nghĩ dám nghĩ nghĩ yes và khi mà theo đến với môi trường câu lạc bộ thì theo biết rằng là mình phải để tiền chăm sóc sức khỏe như thế nào mình phải để dành tiền lo cho cha mẹ như sức khỏe cho cha mẹ như thế nào nhờ là thành viên của nhóm đàn luyện thân tâm trí thì theo mới biết được cái công thức chăm sóc sức khỏe theo biết rằng là dùng cái công cụ dinh dưỡng để lo cho sức khỏe như thế nào thì theo mới biết điều đó thì theo mới, mới có cái động lực đó mới có cái lý do đó đó các anh chị đội Theo biết rằng là mình làm ra tiền rồi thì mình phải tích lũy để mà mình gia tăng tài sản, mình phải để dành để dư đi dư thì cái số tiền của mình nó phải dư nhiều phải vài tỷ thì mình mới có cơ hội sở hữu được cái bất động sản nó ngon lành một tí, còn không là mình sẽ mua được những cái mảnh đất nó ở quê nó nh... nó giá trị thấp, thì cái giá trị thấp thì cái cái sự mình thanh khoản hay là nó gia tăng nó sẽ không có cao, đấy thì đó là những cái tư duy mà Theo biết được khi mà Theo đến với môi trường thì nó làm cho Theo có một cái động lực nó làm cho thiếu có một cái lý do để mà mình có thể tạo ra 100 triệu lợi nhuận để có dư có dư có dư phải có dư mới có dư rồi mình góp trong nhiều năm mình mới có mình mới có nhà mình mới có xe nhưng mà mình mới để, để dành để để ra một phần rồi mình góp lại mình mới xây được cái căn nhà cho mình ở rồi mình có được cái chiếc xe mình đi rồi mình mới có được cái mảnh đất một cái tài sản cho mình Còn làm 30 triệu hết trơn rồi Ok không ạ? Ok Vậy thì cái mức này nè Nó cực kỳ quan trọng Tại vì sao nó quan trọng? Tại vì sao nó quan trọng các anh chị ơi? Nó cực kỳ quan trọng Tại vì sao? Tại vì ngày hôm nay nè Các anh chị đang hào hứng đúng không? Các anh chị đang hào hứng Anh chị nói rằng là tôi có 100 triệu lợi nhuận Hào hứng chưa? Anh chị đang hào hứng Anh chị hãy nhớ là anh chị đang hào hứng Nên là anh chị mới nói ra cái con số đó nhưng mà liệu là cái sự hào hứng này nó còn được giữ sau ngày hôm nay không? nhé. Yeah. rồi à, cái sự hào hứng này nó còn giữ khi mà chồng mình la mình, khi vợ mình mắng mình, khi con mình nó gọi mình, rồi à, mình xem phim mình thấy người nọ đánh người kia, rồi mình thấy những cái vấn đề của xã hội mình bị áp lực thì liệu lúc đó bạn còn không? còn hạ hướng không? Quên. Quên mất tiền. Vậy thì sao ạ? À? Vậy thì có một cái điều tuyệt vời là các anh chị. Có một cái điều tuyệt vời ở đây là gì? Cái con người phi thường Ở trong một các anh chị. à, khi mà các anh chị dám nghĩ thì cái con người phi thường bên trong một các anh chị nó sẽ nhận được thông tin. Chỉ cần cái con người phi thường bên trong các anh chị nó biết các anh chị muốn cái gì, cái tiềm thức của các anh chị đó. Cái ông thần đèn bên trong các anh chị đó, Nó biết anh chị muốn cái gì Thì nó sẽ giúp cho các anh chị đạt được Ok không ạ Và ở đây cái bước số 3 Là Theo sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách Để mà anh chị Kích hoạt được Con người phi thường bên trong Để nó có thể Chỉ đường dẫn lối Giúp cho các anh chị chinh phục được Cái số tiền mà các anh chị yêu cầu Còn Theo là chỉ tới đây là hết Anh chị hiểu không ạ theo chỉ giúp được anh chị tới cái bước là làm thế nào để anh chị kích hoạt được cái con người phi thường ở trong các anh chị. Và từ cái đoạn mà cái con người phi thường ở trong các anh chị, có nghĩa là ông thằng đèn ở trong các anh chị, mách bảo các anh chị cần phải làm gì để có thể chinh phục được cái lợi nhuận của các anh chị. Thì cái đoạn đó nó phụ thuộc, nó nhờ một phần vào các anh chị. Ok không ạ? Đó là lý do tại sao mà theo cứ hay bảo các anh chị là phải cập nhật nếu anh chị muốn gia tăng dòng tiền lớn thì các anh chị phải cập nhật thêm tư duy công cụ kỹ năng gia tăng dòng tiền thì nó sẽ rất là dễ thuận cho các anh chị thì cái phần này theo sẽ nói ở cái ngày mai ok không ạ còn ngày hôm nay là theo sẽ đi tới cái giai đoạn là gì làm thế nào để anh chị kích hoạt được con người phi thường trong các anh chị thôi anh chị kích hoạt được nó lên là ok cái đoạn đằng sau là nó sẽ là cái người chỉ đường của các anh chị. Còn theo tới đây là hết nhiệm vụ. À. Ok không các anh chị ơi? Tại vì mỗi anh chị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi công ăn việc làm khác nhau, mỗi anh chị mỗi nguồn lực khác nhau, mỗi cái khác nhau, mỗi mục tiêu khác nhau thì không có thể nào. đây đâu có biết được cái đoạn sau như thế nào đâu có biết được. Cái đoạn đằng sau em không có biết được. Cái đoạn đằng sau là nó 100% là nó phụ thuộc vào các anh chị. Vậy thì cái đoạn đằng sau á theo sự hướng dẫn vào cái ngày hôm sau được không ạ? Nên anh chị không có được vắng cái ngày kế tiếp. Vậy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi xong cái đoạn là anh chị phải học được cái cách kích hoạt con người phi thường bên trong. Tại vì anh chị công nhận mà nếu như anh chị đang làm ra 10 triệu thì anh chị có biết được cái cách như thế nào để tạo ra 100 triệu không? Có biết không ạ? Nếu mà anh chị biết thì anh chị đã làm rồi chứ còn gì phải đợi chờ đúng không ạ? bao nhiêu anh chị ở đây đang rất là mò mẫm cái cách để mà mình có thể gia tăng dòng tiền anh chị ngồi anh chị mò anh chị cố gắng suy nghĩ cố gắng suy nghĩ suy nghĩ có ra không ạ à? anh chị có áp lực không cho tôi hỏi là anh chị có áp lực không anh chị có đang áp lực không có áp lực không ạ à? bằng cái cách cũ của các anh chị đó anh chị áp lực không và theo nói các anh chị là đừng có mò mò không có ra đâu Tại vì nếu như mình biết cái cách làm thì mình đã làm lâu rồi. Một cái đứa mà học sinh lớp 1 nó không thể nào giải được bài toán lớp 6 nha anh chị. Được không ạ? Trừ khi có một cái người nào đó dạy cho nó thôi. Chứ nó không bao giờ giải được. Nên là các anh chị nếu mà anh chị đang làm ra 10 triệu lợi nhuận anh chị đừng có cố gắng suy nghĩ đừng có cố. Tại vì nếu như mà nó có cái cách anh chị biết cái cách thì anh chị đã làm rồi. Anh chị nhớ chưa Vậy thì sao? Vậy thì bây giờ mình không biết thì mình mò ở đâu đây? mở đâu này, ok mình giao việc cho ông thằng đèn tiềm thức của các anh chị là nó thấu thị thấu thính các ông thần đèn của các anh chị là thấu thị thấu thính và nó có một cái khả năng là nó có thể kết nối được với trường năng lượng bên ngoài giống như là cái chiếc điện thoại của các anh chị khi mà nó kết nối wifi khi mà nó kết nối wifi thì anh chị lên mạng anh chị kiếm cái gì chả được đúng không anh chị tìm bất cứ công thức gì đều có Anh chị tìm bất cứ kiến thức gì nó đều ra Anh chị muốn xem cái gì Anh chị muốn tìm thông tin gì Anh chị có phải gõ nó ra không ạ à? Nhưng bây giờ anh chị tắt mạng wifi đi Thì anh chị có còn tìm được cái gì nữa không ạ à? Trừ khi Các anh chị lưu cái thông tin đó vô máy sẵn Thì các anh chị tìm nó mới ra Đúng không Ok Thì bây giờ em hỏi các anh chị là trong não Các anh chị nó đã lưu cái công thức tạo ra 100 triệu lợi nhuận chưa Ê, em xin lỗi mẫu anh chị đây mình có một cái mục tiêu khác nhau nó không hẳn là 100 triệu lợi nhuận nên giá mỗi người sẽ có một số tiền khác nhau hồi nãy theo đã đi qua bước 2 rồi anh chị phải có số tiền và nó phải có lý do đúng đắn ok không ạ thì, em hỏi các anh chị có phải nếu như các anh chị lưu sẵn cái công thức gia tăng dòng tiền tạo ra được cái số tiền như mình mong muốn anh lưu sẵn trong não rồi thì bây giờ các anh chị lâu ra anh chị xài thôi đúng không giống như lưu sẵn trong điện thoại và lâu ra xài đây ví dụ như là những cái thông tin đây thì lưu sẵn trong điện thoại và thì lâu ra thì xài nhưng mà có những cái thứ thì đâu có biết Có những cái thứ điện thoại này nó đâu có lưu Nó không lưu thì mình làm sao ạ à? Thì mình kết nối wifi Được không ạ à? Mình kết nối wifi Và làm gì Và mình tìm kiếm Mình nhờ cái điện thoại này nó tìm kiếm cho mình Mình nhờ nó tìm giùm cho mình đúng không Và việc của mình là yêu cầu thôi Việc của mình là chỉ cần lên google và gõ cái thứ mình muốn ra thật hiểu không ạ Và cái tâm thức của các anh chị nó y chang như vậy khi mà các anh chị ở trong cái tầng số hạnh phúc vui vẻ, khi các anh chị anh chị nhớ nè, khi các anh chị ở trong cái tầng số hạnh phúc vui vẻ, thì các anh chị không khác gì một chiếc điện thoại kết nối wifi, thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ phát ra được cái tầng số và nó kết nối được cái nguồn lực của vũ trụ và nó sẽ thu hút những cái nguồn lực cần thiết để dẫn lối đưa đường chỉ bảo các anh chị đạt được cái điều, cái mục tiêu, cái số tiền mà các chị thật sự khao khát anh chị hiểu chưa? và theo đang giúp các anh chị kích hoạt được cái sức mạnh đó theo sẽ chỉ anh chị cái cách mà theo đã kích hoạt con người của mình để theo luôn luôn để theo luôn thu hút nguồn lực thì luôn thu hút được cái giải pháp cái cách làm để mình có thể gia tăng được cái số tiền như mình mong muốn ha ha. sao anh chị nghe chị có thấy dễ hiểu không ạ có dễ tiếp thu không ạ và cái bài này của theo thì sẽ lưu lại và thầy sư anh chị nào thật sự cần có thể hỏi trưởng nhóm để gửi tặng các anh chị. Và nếu như mà nghe chỗ nào không kịp á thì lâu về viết nó ra, mò mẫm xem thử. Tại vì có những cái thứ theo nó phải ứng dụng rồi theo mới có kinh nghiệm cho các anh chị. Nhiều khi anh chị nghe một lần anh chị không thấu được nha, ok. Tới chỗ đây là anh chị hiểu chưa? Và cái tiềm thức các anh chị nó có một cái phần đặc biệt là nó có khả năng kết nối với trường năng lượng bên ngoài. Tại vì cơ thể của các anh chị Thông tin trong cơ thể anh chị nó bị giới hạn Trong cơ thể của các anh chị nó không có công thức Tạo ra cái số tiền cao hơn Nếu như nó có công thức tạo ra số Ví dụ như anh chị đang làm ra 10 triệu Thì anh chị chỉ biết làm ra cái số tiền 9 triệu, 8 triệu, 7 triệu, 6 triệu thôi Nhưng mà cái cách để tạo ra Cái lợi nhuận cao hơn các anh chị không có biết Trong người các anh chị nó không có Nó không có cái dữ liệu đó Nó không có cái công thức đó Nó không có cái quy trình đó Thì tiềm thức của các anh chị nó sẽ đi kết nối Cách nấu, cách nấu, cách nấu Cách nấu, cách nấu, cách nấu Để dạ, đưa đường dẫn lối Các anh chị Đạt được cái số tiền của mình Và nhớ Khi mà cái Con người bên trong của các anh chị Nó mách bảo điều gì Thì các anh chị cần phải làm theo Anh chị phải làm theo nó nói Anh chị phải làm theo nó chỉ dẫn Được không? Và làm thế nào để biết được Nó chỉ dẫn như thế nào là đúng làm sao để biết được rằng là tiềm thức của mình nó đang chỉ dẫn mình thì cái câu chuyện đó theo sẽ phải nói vào ngày mai, được không ạ? Cái đó, đó nó rơi phần sau. Vậy thì đa số các anh chị ở đây <laughs> là do <laughs> khi các anh chị đặt ra một cái mục tiêu, các anh chị không có đủ, anh chị không có làm đúng cái công thức để kích hoạt được cái con người phi thường ở trong. Ok không ạ? vậy thì nếu như mà anh chị nào ở đây mà thật sự mà anh chị đã tham gia vào nhóm rèn luyện thăng tâm trí rồi á thì các anh chị có làm cái quy trình khai phá con người phi thường bên trong rồi đúng không? thì những anh chị này thật sự mình rất dễ hiểu những gì theo nói được không các anh chị? còn những anh chị nào mà chưa có cơ hội để tham gia vào nhóm rèn luyện thăng tâm trí và anh chị chưa được làm cái quy trình á thì những gì mà theo nói ngày hôm nay có thể nó hơi chưa hiểu một chút xíu, nó hơi chưa chưa được thấu một chút xíu thôi. OK không ạ? Nhưng mà nếu các anh chị chịu lắng nghe thì anh chị cũng sẽ hiểu được. OK không? Rồi vậy thì Theo sẽ nói cho các anh chị nghe là vậy thì anh chị đã biết lý do tại sao mà chúng ta phải học cái cách kích hoạt cái con người phi thường bên trong chưa? Vậy thì nếu như anh chị nào đây mà mình mình muốn nha, mình muốn mà gọi là thấu hiểu cái con người phi thường bên trong của mình rõ hơn á thì anh chị có thể có vẫn có cái cái cách cho các anh chị anh chị có thể tận dụng cái nhóm này luyện thân tâm trí và phải hô hổ trưởng nhóm mình là khi nào có cái quy trình khai phá con người phi thường bên trong thì nhắc mình với để mình được làm nha ừ còn chưa hiểu thì không sao không sao cả anh chị nói là không sao hết không sao hết đúng không không sao hết Người ta dành cả cuộc đời để người ta rèn luyện Bây giờ mình dành 3 tiếng để mình học Thì mình có xuất sắc được không không sao, không sao. Miễn là có công thức để cho mình cày là được. Miễn có công thức để cho mình cày. Mình cày, mình luyện, mình luyện hoài. Mình cũng sẽ trở thành chuyên gia. Ok. Được không ạ? Trời ơi. Cái công thức người ta phải mò mắm mấy chục năm, mấy mấy chục tháng, mấy mấy năm. Giờ mình nghe, mình không hiểu là cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà có những anh chị khác hiểu không ạ? có không ạ à? vẫn có đúng không ừ nên là anh chị hãy kiên nhẫn cho bản thân mình nhé vậy thì kết qua cái phần số 2 nè thì anh chị đã biết lý do tại sao mình phải học cái cách kích hoạt con người phi thường ở trong vậy và cứ mỗi khi mà theo thấy mục tiêu của mình mà nó khó khi mà mỗi khi mà em theo áp lực thì suy nghĩ đôi lúc anh chị biết không mà, mà em đặt mục tiêu lợi nhuận gia tăng theo cũng bị áp lực chứ thì bị áp lực không ạ à? Ví dụ như các anh chị đặt mục tiêu từ 100 triệu, từ 50 triệu lên 100 triệu lợi nhuận. Các anh chị có cái áp lực của các anh chị. Nhưng mà em theo đặt mục tiêu từ 100 triệu lên 500 triệu lợi nhuận, giả sử thì nó có cái áp lực riêng. Từ 100 từ 500 triệu lên 1 tỷ lợi nhuận nó có một cái áp lực riêng. Ok không? Thì cứ mỗi lần mà anh chị bị áp lực á thì có nghĩa là mình đang không có vận hành khai phá mình vẫn về đó có nghĩa là mình chưa khai phá con người phi thường bên trong mình. Nghe rõ không ạ? Nếu như khi các anh chị đặt mục tiêu mà các anh chị cảm thấy bị áp lực, thấy khó quá, thấy chưa dễ dàng, sao thấy nó khó quá vậy? Là anh chị đã chưa kích hoạt được cái con người phi thường bên trong của các anh chị. Ok. Là mình chưa kích hoạt được. Giống như là chưa ấn nút vậy đó. Ừ, hiểu không? Mình chưa ấn nút. Mình chưa kích hoạt nên mình thấy nó khó. Nhưng khi mà các anh chị thấy nó dễ dàng, anh chị thấy ok Mình chỉ cần làm những thứ đó là xong Mình xong, mình tiệt vời Thì đó đó là kích hoạt được rồi Nhiễm từ rồi, anh chị nói đã Lúc đó là anh chị đã nhiễm từ rồi Anh chị đã nhiễm từ trường rồi Có là cái từ trường của các anh chị nó đã kết nối ra bên ngoài rồi là Nếu như anh chị làm được cái bước đó Là coi như anh chị đã đi được 80% chặng đường Còn 20% chặng đường đó thôi Là anh chị đạt được cái mục tiêu các anh chị Nó dễ như búng cái bong bóng xà phòng Vậy ra các anh chị nha nên là cái đoạn đầu tiên này nè Nó hơi kỳ công một chút xíu Có những cái mục tiêu á, Thì rất là Nó không đủ Cái lý do Để thầy có thể làm Rồi ok vô Vậy thì làm sao Để mà kích hoạt Cái con người phi thường Bên trong của mình đây Đấy Đó Vô bài nha Nhớ cái phần này quan trọng nha Nè Đấy. Khi Ví dụ như Các anh chị đặt cái mục tiêu Ngày hôm nay Các anh chị đặt ra Cái số tiền Các anh chị muốn thu hút và các anh chị cảm thấy rằng là ừ cái số tiền này là lý do là để 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 đúng không ạ vậy thì bây giờ các anh chị phải luôn luôn nhớ cái lý do tại sao anh chị có số tiền này anh chị phải nhớ nhớ đi làm gì các anh chị ơi một hai ba trả lời giùm em nhớ đi làm gì nhớ để mình nhắc nhở cái tâm thức của các anh chị anh chị nói vậy cái tâm thức của các anh chị nó chỉ biết các anh chị muốn cái gì khi nó nghe các anh chị lặp đi lặp lại thôi Vậy thì các anh chị cần phải nhớ cái lý do tại sao mình phải có số tiền đó để các anh chị nhắc cái tâm thức của các anh chị nhắc cái tâm thức của các anh chị nó nhớ rằng là đó là cái thứ các anh chị đang cần tập trung bao nhiêu anh chị ở đây mình đặt ra cái mục tiêu và mình đã bị mất tập trung ạ cái ngày đầu tháng thì mình rất là hào hứng để mà chinh phục cái lợi nhuận đó nhưng mà cái tuần cái tuần số 2 là các anh chị cảm thấy thôi mình sống như vậy được rồi đúng không mình có cái lợi nhuận bấy nhiêu là cũng đủ xài rồi mất gì với gia tăng lợi nhuận chỉ cho nó mệt thôi có gì mình để tháng sau đi tháng này á là mình nhiêu mình đủ ăn có gì tháng sau tháng này vậy là ok tháng sau đi cái gì tháng sau mình sẽ cố gắng ok bây giờ là mình sẽ đi chơi bây giờ mình sẽ đi um, lên nhà bà chính để mà mình lấy xoài gì mình ăn đúng không xong rồi chiều mình phải đi ra mình tập chi duột rồi tối mình phải um, mình phải đi, uh, công, đi đi xem phim cùng với mấy đứa bạn nữa rồi có gì bây giờ tháng này mình cứ tập trung đi mình cứ thoải mái đi rồi có gì tháng sau mình bắt đầu không có muốn đâu ừ có muốn anh chị hiểu vấn đề không ạ vậy thì ý thức cần phải lên tiếng anh chị nói đi lúc này là ý thức cần phải lên tí anh nói là không 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 nhớ tại sao mình cần phải có 100 triệu lợi nhuận nhớ không mày có nhớ không có 100 triệu lợi nhuận là khi mình có 100 triệu lợi nhuận là để khi mình có 100 triệu lợi nhuận là mình sẽ trích được 10 triệu đi cho mẹ mình. Xong rồi mình trích được 10 triệu, mình chăm sóc dinh dưỡng. Nếu mà mình không có ăn đủ dinh dưỡng là mình sẽ già nua, mình sẽ nhăn nhó, mình sẽ bị người ta khinh thường, bị người ta chê bai và mình không có sức khỏe để làm gì hết. Và cái xã hội này nó sẽ đá đít mình ra. Mình không có sức khỏe và mình không có làm ăn gì được. Nghe chưa? Rồi mình 100 triệu lợi nhuận để làm gì? Để mình có thể trích ra 10 triệu mình uh, chi tiêu, mình mua quần áo, mình mặc rồi mình chi tiêu trong cuộc sống chứ không là mình phải ăn bám cho mẹ mình à. Rồi mình nhớ không? Mình phải dư được 70 triệu mỗi tháng. Để gì? Để làm gì? Để mình để dành, để để mình mới có 700 triệu. Rồi một năm sau mình mới có tỷ tư được. Rồi mình mới có cơ hội được sở hữu những cái tài sản. Mình phải có được những cái bất động sản đắt giá. Để mà mình có cái gì cho tương lai của mình chứ. Đến khi mà mình không tạo ra tiền Thì mình cũng ít nhất mình cũng có cái tài sản để dư chứ Mình nhớ không 100 triệu lợi nhuận để làm gì Có 100 triệu lợi nhuận để làm gì Để làm gì Để gì à? để mình trích ra 10 triệu Mình mua dinh dưỡng cho cha mẹ mình cha mẹ mình mà ngày hôm nay mà không ăn uống đầy đủ dinh dưỡng rồi một năm sau năm năm sau mười năm sau họ không khỏe mạnh là lúc đó ai lo có phải là mày phải là cái người đứng rồi mày lo không rồi mày phải không có tiền rồi mày không có sức khỏe rồi mày không lo được những thứ đó thì giờ sao không có được mày phải có 100 triệu lợi nhuận 100 triệu lợi nhuận nhớ chưa có nhớ không có 100 triệu lợi nhuận để làm gì để làm gì anh chị hiểu không ạ và khi mà các anh chị nhắc như thế thì con người phi thường bên trong nó mới ờ ờ vậy là đây là thứ chị muốn hả ừ chứ không phải là đi lên mà nhà bà chết năng xoài à chứ không có phải là đi chơi với mấy đứa kia hả chứ không phải là đi chơi với mấy đứa bạn hả rồi, 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 rồi cái thứ mình cần rồi, 100 chị là nhận, 100 trăm triệu lợi nhuận trăm triệu là nhuận để làm gì các anh chị hiểu nó không nhưng mà nếu như mà các anh chị không có lên tiếng ý thức các anh chị không lên tiếng thì bạn chị nhớ nè bất cứ thứ gì bất cứ thứ gì nó lặp đi lặp lại đủ nhiều nó sẽ sinh ra cảm xúc ok à có thể là lần đầu tiên các anh chị sẽ không có cảm xúc đâu nhá yeah. có thể là những ngày đầu các anh chị sẽ nói anh chị nói nhưng mà chị không có cảm xúc đâu nhưng mà một ngày các anh chị hãy nói nhiều lần nhất có thể được không ạ Bà nhìn xem anh chị hiểu điều này ạ. À? 30 tháng 4 năm 2024. Tôi phải có dư số tiền tôi phải tạo ra được cái số tiền lợi nhuận là trong tài khoản của tôi. Để làm gì? Để để làm gì? Và anh chị phải lập đi lập lại cho đến khi nào cái số tiền đó, cái lợi nhuận đó nó ăn sâu vào trong máu xương tủy thịt của các anh chị thì cái con người phi thường ở trong các anh chị nó mới biết là bạn muốn cái gì và nó mới mang nguồn lực cho các anh chị được anh chị hiểu không vậy thì trong cái thời gian đầu tiên trong cái giai đoạn một tuần đầu tiên các anh chị không biết mình phải làm gì thì mình hãy dòng dành nhiều thời gian để có thể là kích hoạt con người phi thường của các anh chị thôi và nó được kích hoạt nó sẽ mách bảo các anh chị làm gì còn lại công việc của các anh chị là ngày mai theo sẽ hướng dẫn tiếp cái phần làm gì, được không? Rồi, cái thứ hai. Anh chị biết bước bước 1 chưa ạ? Cái việc số 2 các anh chị cần phải làm. Đó chính là để mà đẩy được cảm xúc các anh chị lên. Ngoài cái việc là ý nghĩa thì nó sẽ có cái bước số 2. Cái bước số 2, được không ạ? Cái bước một là gì ok chưa? Cái bước ý nghĩa là gì ok chưa? cái bước này là cái bước tiệt chiêu mà theo đã xài trong hơn 3 năm gần 4 năm nay theo chỉ cho bất kỳ ai đều có thể đạt được và tối nào theo cũng rúng rỉnh theo nói rằng là gì cảm ơn vũ trụ cảm ơn tiềm thức cảm ơn cuộc đời bởi vì ngày 30 tháng 4 năm 2024 đã cho con đạt được cái lợi nhuận là đế 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 và đế anh chị nhớ chưa ok không cảm ơn như thế đã có nó rồi là cái bước một hồi nãy anh chị nói chưa ạ à? mình nhắc nhở giống như anh chị tưởng tượng giống như là các anh chị đi làm công ty đi các anh chị bước vô một công ty các anh chị đang có 100 nhân viên anh chị tưởng tượng như anh chị đang có 100 nhân viên và anh chị là sếp của họ và anh chị là sếp của họ được không anh chị hình giống không? anh chị sẽ ra sao nếu như anh chị đang có 100 nhân viên và các anh chị là sếp của họ nhưng mà các anh chị nói họ không nghe à các anh chị bảo họ là trong tháng này Chúng ta sẽ hoàn thành cái dự án này Cái dự án này giúp cho chúng ta tạo ra 100 triệu lợi nhuận Và nhờ số tiền 100 triệu lợi nhuận này Để chúng ta có thể làm này, làm này, làm này Các huynh à, đệ đã nhớ chưa Dạ rõ Nhưng mà cuối cùng họ không làm gì hết Họ cứ lo chơi bời Họ cứ lo là gì chơi bời Họ cứ lo xem phim, họ cứ lơ là Và các anh chị quan sát và nhìn thấy họ lơ là Thì các anh chị phải nói là ơi hở niềm anh em ơi là anh em anh em có nhớ là tại sao chúng ta phải hoàn thành dự án này không ạ à? chúng ta hoàn thành cái dự án này để chúng ta tạo ra cái số tiền lợi nhuận này để chúng ta để chúng ta làm cái này chúng ta làm cái này làm cái này và cái điều đó cần cái sự hợp tác của các anh em lại và các anh chị có thể tập trung ngày hôm nay chúng ta phải tập trung tập trung tập trung để hoàn thành cái dự án này để chúng ta tạo ra cái lợi nhuận này để làm này để làm này để làm này anh chị hiểu không khi mà anh chị là cái người đang lãnh đạo hàng tỷ tế bào trong tay của mình trong người các anh chị có hàng tỷ tế bào đang phục vụ các anh chị giúp các anh chị đạt được mục tiêu nhưng mà đôi lúc nó cũng ham chơi các anh chị nên là các anh chị phải lên tiếng anh chị nói đi ạ phải lên tiếng cơ thể các anh chị nó tự tập trung được không cơ thể các anh chị nó tự tập trung được không không chỉ cần các anh chị nhớ anh chị lên tiếng giùm nhớ theo thôi một ngày lên tiếng mấy lần? Sáng, trưa, sáng, nửa buổi, trưa, chiều, xế, tối. Nếu như mà anh chị thấy rằng là tụi nó cứ nhở nhơ, tụi nó cứ lo chơi bời thì anh chị phải lên tiếng. Rõ không? Chị Hạnh có rõ không? Hiểu cái chỗ lên tiếng không ạ? À? Anh chị hiểu cái chỗ lên tiếng không? Đánh dấu vô, ghi báo thức cài báo thức vô. Sáng, nửa buổi, trưa, chiều, xế tối đêm khuya chỉ cả anh chị lên tiếng thôi và anh chị nhắc hoài nó sẽ nhớ một cái người nhân viên họ sẽ không làm việc đâu nếu như người sếp hời hợt không có nhắc nhở họ sáng trưa chiều tối và xế Được không các chị ơi mà các anh chị phải nhai đúng cách các anh chị không có la thì nhớ rồi mình không có la mình không có trách mình không có chửi mình không có mắng mà mình chỉ cần là gì quy động lực lượng Thì nhớ ạ em chúng ta cần phải tập trung tại sao chúng ta phải anh chị nhớ đi ạ à, chúng ta chỉ cần cho cái lý do thôi không trách không chửi là một người lãnh đạo muốn thu hút được sức mạnh của người khác thì hãy cho họ cái lý do tại sao phải làm và cơ thể của các anh chị nó cần các anh chị lãnh đạo nó Và các anh chị phải cho nó biết cái lý do Tại sao mình phải đạt được lợi nhuận đấy Chứ nó không cần một nhà lãnh đạo mắng chửi Nó không cần một nhà lãnh đạo trách móc Nó mới vừa coi phim có chút xíu thôi Mà chửi cả ngày luôn Tôi mới vừa đi chơi chút xíu thôi Mà la như là, là chữ mắng Rồi xem như là không ra cái gì hết Không ra cái đinh gì hết bao nhiêu sơn chị đây là bậc thầy chửi bản thân của mình ạ à? chửi trách bản thân của mình hở một tí là chê hở một tí là trách hở một tí là chữ và em nói các anh chị là không ai cần một nhà lãnh đạo chửi vũ á, mà cần một nhà lãnh đạo cho tôi cái lý do tại sao tôi phải làm anh chị nhớ chưa bao nhiêu anh chị đây nhớ và anh chị lặp đi lặp lại những cái lý do đó đủ nhiều thì nó sẽ cảm thấy rằng là đây là cái điều nó cần phải làm có thể là ngày hôm nay các anh chị bị ra một cái lý do nó không có cảm xúc lắm. Nó không có ý nghĩa trong cuộc đời của anh chị lắm. Nhưng mà anh chị lặp đi lặp lại đủ nhiều thì nó cũng trở thành ý nghĩa luôn. Anh chị nghe cái chỗ em vừa mới nói xong không ạ? Có một số anh chị, anh chị sẽ nghĩ ra rất là nhiều cái lý do nhiều khi nó ban đầu nó không có đủ cảm xúc. Nó không có đủ ý nghĩa. Nhưng mà khi anh chị lặp đi lặp lại đủ nhiều thì nó cũng sinh ra cảm xúc, anh chị nhớ chưa? Ok ok ok. Yes, rồi Chúng ta sẽ còn một cái yếu tố số 2 Để giúp cho các anh chị kích hoạt sức mạnh con người phi thường bên trong Bằng cái cách đó chính là hãy sống như thế đạt được rồi Đây là yếu tố số 2 Hồi nãy em thấy mới chỉ cái bước 1 thôi Đó chính là dùng cái lý do thôi đó Còn cái bước số 2 các anh chị cần phải làm đó chính là anh chị phải làm được cái điều đó chính là bạn phải sống như thế bạn đã có được cái lợi nhuận đó rồi. Hằng ngày các anh chị phải sống được cái cảm giác là anh chị vừa có được cái lợi nhuận đó rồi. Và anh chị hãy nhớ rồi dạ. bất kỳ một cái hình ảnh nào được lặp đi lặp lại đủ nhiều trong tâm trí đủ một nghìn lần trong tâm trí mà có cảm xúc thì nó đều trở thành sự thật ok 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 yes cái phần này nó rất là ly kỳ và theo tin rằng là không có ai có thể hướng dẫn cho các anh chị xuất sắc cái phần này giống như theo đâu nên là các anh chị hãy đón chờ vào 12 giờ trưa ngày hôm sau được không ạ Uh, bây giờ nói nhiều lắm rồi nãy giờ theo nói khác là nhiều và theo nghĩ là không biết các anh chị ở đây có thể tiếp thu được nổi đâu và theo sẽ phải ngưng ở đây được không ạ và uh, theo phải ngưng ở đây và hẹn gặp lại các anh chị trong cái ngày kế tiếp chúng ta tiếp tục qua phần số 2 được mà yes và có một cái người chị cũng đã học tập rèn luyện với theo và chị ấy cũng đã gia tăng cái lợi nhuận của mình rất là nhiều thậm chí cũng là mẹ bỉm sữa uh, lo vừa lo cho con và và vẫn vừa có thể là gia, tăng được cái dòng tiền của mình thì thưa muốn mượn câu chuyện của chị một chút xíu tầm 5 phút thôi để cho các anh chị có thêm niềm tin được không ạ có thêm niềm tin là chị ấy có thể làm được thì mình cũng có thể làm được và một cái người im cũng khá là nhiệt tình rất, rất là là chăm chỉ học và rèn luyện với theo thì cũng đã gia tăng được cái dòng tiền của mình thì ngày hôm nay sẵn tiện là các bạn cũng có mặt trong zoom nên thành ra theo cũng sẽ mời lên để các anh chị nghe cái câu chuyện để mà mình có thể gia tăng niềm tin của các anh chị ấy À, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón lên đây được không ạ người cái người chị đầu tiên ha là doanh nhân chị bích phạm rồi xin mời chị bích ạ à. dạ yeah, chị bích ngày hôm nay rất là xinh đẹp luôn và em nhìn thấy chị có mặt trong phòng dung này là em mời chị luôn không biết là chị có sẵn sàng để mà chia sẻ cái câu chuyện thành công của mình một chút xíu cho các anh chị biết rằng là chị cũng đã làm được không ạ sẵn sàng chứ ạ à. ok rồi xin mời chị bích nha xin tuyệt vời OK, mời yeah, chị. À, biết ơn doanh nhân theo À, Xin chào doanh nhân bá theo cùng với tất cả các anh chị à, trong à, nhóm học tập à, trong buổi dâm trưa ngày hôm nay. Chúc cả nhà một ngày một buổi trưa là trang đầy năng lượng à, vô cùng hạnh phúc và biết ơn. À, bởi vì à, rất nhiều anh chị đã ưu tiên việc học tập phát triển bản thân đúng không ạ? Và không cũng lại lựa chọn cái việc học tập phát triển của mình và hôm trưa hôm nay thì cũng rất là bất ngờ bích được mà mời lên chia sẻ cái hành trình của bích thì bao nhiêu trong số tất cả anh chị ở đây là mình đã biết đến bích ạ à? thì có thể comment số một cái bất được mà anh chị nào chưa biết đến bất có thể comment số 2 được không ạ dạ <laughs> yeah. và bản thân bất cũng là một là mẹ biển sữa từng là một nhân viên văn phòng lương chỉ có 7 triệu một tháng đó anh chị và bích cũng đã từng uh, rất là uh, khao khát sự thành công và giàu có anh chị, à, tức là mình mong muốn là mình phải uh, tự do thời gian, tự do không gian, tự do tài chính để mà có dư dư giả uh, thời gian và dư giả về tài chính để mà có uh, chăm lo cho À, con và cho gia đình của mình hiện tại thì bích cũng đã có gia đình và có hai con ở tại thành phố hồ chí minh quê bích ở bình định nên chị à, và trước đây thì bích cũng không có gì cả không à, chỉ có biết là đi học kế toán ra rồi làm đi xin việc thôi à, làm cố định và bích không có một cái à, gia đình cũng không được khá giả để mà cho mình có một cái cái nguồn cái sự thuận lợi trong cái việc là mình nắm bắt cơ hội để mà mình thành công anh chị và khi mà mình rất là khao khát trở nên thành công và giàu có thì bích cũng đã vừa kết hợp kinh làm văn phòng và là và kết hợp kinh doanh online anh chị bao nhiêu anh chị ở đây cũng kinh doanh online ạ à? và bích cũng đã kinh doanh rất nhiều sản phẩm và cũng đã không thành công anh chị có anh chị nào cũng kinh doanh mà cũng không thành công với bích không ạ à, và à, vừa khi mà bích có gia đình vừa có con nhỏ thì tất nhiên nó sẽ áp lực về tài chính rất là nhiều luôn và mình cũng phải à, có cái à, ý tưởng là phải kinh doanh để tạo thêm là tăng là gia tăng thu nhập à, nhưng mà công thức ngày hôm nay doanh nhân bích theo đã chia sẻ anh chị nếu mà mình đã biết cách làm thì mình đã tự làm được rồi cho nên là À, dù đã à, mình đem cái bộ óc của một cái người đi làm thuê ra mình kinh doanh thì theo anh chị là có kinh doanh thành công được không ạ và bết ôm hàng á anh chị ôm hàng rất là nhiều luôn và cũng đã không có thành công và cũng đã có xây dựng hệ thống có rất nhiều rất nhiều tuyến dưới của mình nhưng mà mình không có bán được hàng và tuyến dưới của mình cũng không bán được hàng được cho nên mình đã thấy được rằng là bây giờ mình cần phải học tập phát triển và bích cũng đã phải bỏ tiền ra cũng gần cả trăm triệu để học về cái những cái kỹ năng phát triển bản thân như là học về NLP anh chị và khi mà học về đi học rất là nhiều như vậy thì Bích mới à, thấy được rằng là mình còn có nhiều cái nhiều kiến thức mà mình không biết anh chị. À, lúc đó mình mới nghe được một cái câu là à, cái gì có trong đầu thì có trên tay. Bích không hiểu câu này. Bích không hiểu cái gì có trong đầu có trên tay làm sao? mà bây giờ mình có mình muốn có uh, 100 triệu lợi nhuận trong đầu làm sao mình có trên tay được. Đó thì à, khi mà mình cứ lần theo mình mình đi học, mình tìm hiểu À, mình học được nhiều hơn kiến thức về à, NLP, về lập trình ngôn ngữ à, thì à, trên cái hành trình đó thì bích cũng đã biết được à, doanh nhân chị Mộng Duyên và bích đã biết được môi trường câu lạc bộ kể từ khi biết được doanh nhân chị Mộng Duyên anh chị và bích rất là hạnh phúc biết ơn à, chị Mộng Duyên đã à, giúp cho bích biết đến môi trường câu lạc bộ và khi đó thì bích cũng à, chưa có tin đâu anh chị chưa có tin đâu à, và mình học với tâm thế là xem sao thôi mình không có học một cách tập trung nghiêm túc và bích cũng đã không có ứng dụng thành công và có rất nhiều cái cái suy nghĩ ở bên trong của bích nó có rất nhiều cái suy nghĩ và cái niềm tin giới hạn mình không tin rằng là cái công thức này nó có thể thay đổi cuộc đời của mình và chính vì vậy cho nên là kết quả là bích không cũng không ứng dụng được và khi mà bích kiên trì bích thấy được rằng là Tại sao ở trong môi trường câu lạc bộ có rất nhiều anh chị thành công như vậy mà à, mình thì không ứng dụng được vậy thì à, chắc chắn là mình đã à, bị chưa đúng ở những cái bước nào đây rồi và bắt bắt đầu học nghiêm túc học ghi chép livestream rồi à, nói lại chia sẻ lại để mà mình có cái à, sự gia tăng cái cái nhiệt kế tài chính bên trong của mình đó à, và à, bất cứ hành động bất học bất bắt đầu là yêu cầu cái, à, cái 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 mức thu nhập mình mong muốn và bích bắt đầu học cái cách để mà à, yêu cầu nè rồi đưa ra lý do tại vì sao mình phải gia tăng cái thu nhập của mình lên lúc đó bích cũng bắt đầu à, đặt mục tiêu cho mình là phải được là đạt là 20 triệu lợi nhuận đó, à, mình cũng gia tăng gấp đôi lên anh chị à, và à, mình phải ghi ra cái lý do bởi vì sao mình phải đạt được 20 triệu lợi nhuận để mà đạt hai trăm mươi triệu lợi nhuận thì mình mới có niềm tin và mình sẽ tiến đến cái con số là à, đạt đến 100 triệu lợi nhuận và lúc mà hạ vào hào môi trường câu lạc bộ là bất bị ám con số 100 triệu lợi nhuận anh chị à, bị ám mà lúc nào ghi ở trong cái cuốn tập học lúc nào cũng ghi ngay bây giờ ngay lúc này ngày bao nhiêu tôi đạt được 100 triệu mà lúc đó đâu biết cách nào để đạt được 100 triệu đâu à, và mình ghi ra lý do vì sao à, để mình đạt được một trăm triệu vì sao vì sao tại vì sao mình phải đạt được À, thì um, biết, biết được rằng là trong nhó, uh, môi trường câu lạc bộ là có cái nhóm rèn luyện thân tâm trí và doanh nhân chạm tay hoa vàng sẽ giúp cho mình uh, uh, thay đổi lại những cái niềm tin những cái tư duy là cái đám cỏ dại trước đây mà mình đã bị cài đặt các anh chị và Bích đã ra quyết định là mình phải tham gia được cái nhóm thân tâm trí nhóm 60 ngày làm chủ cuộc đời và nhóm doanh nhân, nhân chạm tay hóa vàng Bích được thay đổi lại 72 niềm tin và đặc biệt là Bích làm cái quy trình khai phá sức mạnh phi thường bên trong con người của mình để mà kích hoạt cái con người của mình ra và khi đó thì Bích mới vận dụng được cái sức mạnh phi thường đó để để tìm thức nó làm việc cho mình chứ mình không thể nào làm việc bằng ý thức được tại vì mình đâu biết cách làm làm mà không biết cái cách làm mà đó, cho nên là Bích đã bắt bắt đầu rèn luyện trong nhóm thân tâm trí 60 ngày và cái nhóm đó như là tài sản của bích ngay bây giờ thì bích cũng được học trọn đời luôn anh chị đã được học trọn đời và khi mà bích đã khai phá sức mạnh phi thường bên trong con người của của mình ra bích ứng dụng anh chị cái hàng á cái cái hàng mà bích là, à, ôm mà trong khi mà bích là, kinh doanh online á bắt đầu là mình sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn là bích À, không cần phải đăng bài nhiều nha nhưng mà bích vẫn bán ra được hết có rất nhiều người khách hàng cũ quay về và họ đã mua và cái cái lợi nhuận của bích nó cũng bắt đầu gia tăng ở bích đã đưa à, đưa được hết cái sản phẩm đó đến tay khách hàng của mình và bích đã giải quyết xong cái đóng hàng và bích rất là à, gọi là mình thấy có cảm thấy rất là thoải mái luôn à, tại vì lúc đó bích đã xác định là bích không có đi theo cái 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 việc là kinh doanh mà kiểu như là ôm hàng và đẩy xuống nhân viên tuyến dưới nữa, tại vì cái đó nó giống như là mình tạo nghiệp luôn á, tại vì tuyến dưới cũng không bán được hàng luôn. Bích cũng đã tuyên bố là mình sẽ không có uh, không có làm theo, không bích trả những anh chị uh, mà đi theo bích đó, về hệ thống cũ và nếu như anh chị nào mà uh, nhìn biết được rằng là mình cần phải thay đổi thì hãy đi theo con đường của bích và lúc đó bích cũng đưa vô trong nhóm học tập và trong cái nhóm cũ của mình đó, là giải tán nhóm luôn anh chị và ai mà cái người à, nhận ra và giữ được cái mối quan hệ của với bích thì, thì đi, đi theo bích thôi đó và khi mà bích đã rèn luyện ở trong cái nhóm thân tâm trí và doanh nhân chạm tay hóa vàng thì bích cũng đã ứng dụng những cái kiến thức những cái công cụ những tư duy công cụ kỹ năng ở trong nhóm doanh nhân chạm tay hóa vàng đặc biệt là trong nhóm doanh nhân mà ngày hôm qua bích đã được học lại là à, một năm rồi mới được học lại anh chị và chính những cái tư duy của một doanh nhân chạm tay hóa vàng thay đổi cuộc đời của bích và bích đã biết cách để mà tận dụng mạng xã hội để mà xây dựng cho mình một cái cộng đồng xây dựng cho cho mình một cái cộng đồng và mình đã áp dụng cái công thức kinh doanh tạo ra xây dựng cái doanh nghiệp toàn cầu tạo ra thu nhập thụ động không giới hạn anh chị và bích cũng đã chinh phục được cái thu nhập cái lợi nhuận chính con số rồi và bích mới nhìn lại trong cái cuốn sổ học doanh nhân Bách mới nhìn lại công cuốn sổ học doanh nhân thì rất là bất ngờ luôn anh chị Cách đây mùa, cách đây lúc mà Bách học lần đầu tiên Bách có ghi là Tôi học nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu ứng dụng đạt kết quả tốt nhất Và tôi đạt được 100 triệu vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 anh chị Và bây giờ nhìn lại thì con số này Bách đã đạt rồi Và Bách cũng đã bắt đầu gia tăng cái đội nhóm cái doanh nghiệp của mình Lên cũng gần 5 quốc gia rồi anh chị Và khi mà thu nhập của bích gia tăng phong cách sống của bích đã thay đổi à, biết là à, chị à, chia sẻ cái à, hình ảnh dạ rồi chị bích có thể chia sẻ một chút xíu cái hình ảnh của chị à, cũng được ha ừ rồi chị, à. chị chia sẻ cái hình ảnh của chị ha à, nó ở bên kia rồi chờ chị tí thì à, à, bích cũng đã khi mà chị bích rèn luyện như vậy á thì chị đã học cái cách khai phá con người phi thường bên trong đúng không ạ như nãy giờ em chia sẻ thì chị đã gia tăng được cái lợi nhuận của chị từ bao nhiêu lên mức bao nhiêu rồi. Lợi nhuận của chị lúc mà chị làm công việc văn phòng á, làm công việc văn phòng là lương chị có 7 triệu một tháng thôi và kết hợp kinh doanh online thì nó cũng có gia tăng là từ 20 đến 25 triệu nhưng mà nó chị không có biết quản lý tiền á thật là chị làm ra tiền nhưng mà không quản lý được. Và sau khi mà vào môi trường câu lạc bộ chị áp dụng công thức đặt mục tiêu khai phá sức mạnh phi thường bên trong con người của mình ra bắt đầu là chị lấy lại cái mức là từ 20 triệu rồi gia tăng lên là 30, 50 rồi mới gia tăng lên 100 triệu. Cho đến bây giờ là đã bao nhiêu lần rồi ạ? À? à, cho đến uh, bây giờ thì uh, chị gia tăng gọi là cá nhân của mình á, gọi là thu nhập là gần 120 triệu á theo. Là tiền, ok, tổng thấy thu nhập. Không ừ. à? Cho em hỏi chị rằng là... Uh, cái mục tiêu mà chị gia tăng lợi nhuận đầu tiên là là mục tiêu bao nhiêu tiền lợi nhuận? Mục tiêu chị gia tăng gấp đôi lên là 20 theo. Có nghĩa là cái mục tiêu mà có những cái số tiền mà chị thật sự khao khát tạo ra. Khao khát tạo ra là 100 triệu lợi nhuận. Rồi chị cho em hỏi rằng là đầu tiên là cái cái lúc đó chị chưa biết cách làm như thế nào đúng không ạ? Đúng rồi. À, chị chứ... có nói rằng là chị có đi tìm cái công việc kinh doanh để mà chị có thể gia tăng lợi nhuận. Chị đang đi tìm nhiều thứ để làm. Chị nghĩ là chị phải làm cái này làm cái kia đúng không nè nhưng mọi thứ nó không có hiệu quả cho đến khi mà chị biết đến môi trường câu lạc bộ chị bắt bắt đầu ghi xuống cái lý do đúng không Vậy thì cho em hỏi rằng là cái lý do mà gọi là nó để nó thúc đẩy chị phải chinh phục được cái lợi nhuận 100 triệu lợi nhuận lý do chính của chị là gì cái lý do mà để mà chị chinh phục 100 triệu lợi nhuận á là à, thứ nhất á, là để mà à, chị về cái sức khỏe về cái sức khỏe của chị, khi mà chị vào rèn luyện trong uh, câu lạc bộ thì chị thấy cái sức khỏe nó vô cùng quan trọng nhất. Và để mà có sức khỏe thì ít nhất một tháng gia đình của chị mà dùng uh, gọi là phải có nguồn dinh dưỡng đầy đủ là ít nhất phải 20 triệu. Uhm, và ngoài ra là chị cũng được truyền cảm hứng bởi những cái uh, chuyến du lịch của những anh chị đã đi trước đã có những chuyến du lịch và bích. Và chị có cảm xúc cao là một mẹ biển sữa làm nhân viên văn phòng có hai con nhỏ mà à, đã dư giả về cái quỹ play để mà du lịch đặc biệt ở châu âu là cái đó chị giống như một cái bức tranh mà chị sống sống như thế đã đạt được mỗi ngày à, xin chào tất cả các anh chị mình là mẹ bỉm sữa mình đã có mặt ở châu âu Ok cảm ơn chị Bích, chị Bích là chị Bích đang nói uh, vượt quá cái nội dung. Vượt quá nội dung ngày hôm nay học các okay, anh chị nên phải giấu lại để mà sau em sẽ mời à. chị cái phần số 2 nhưng mà cái em đang hỏi ở cái câu là À, tại vì hôm nay anh chị chỉ tiếp nhận kiến thức nó tới cái phần kia thôi cái phần dám nghĩ thôi nên chị phải dừng lại chỗ đó để dành cái đó hôm sau đó chị kể ha thì anh chị mới hiểu được cái đoạn nào ra cái đoạn thì bây giờ đầu tiên chị có công nhận là khi mà giặt tiên một chị là nhận á thì chị đang có một cái lý do rất là lớn đó chính là như em thấy rằng là chị nói rằng là chị có um, phải có 20 triệu chăm sóc sức khỏe tại vì nhà chị là đâu bốn người đúng không ừ, ba má à, ba má của chị nữa ba em má của chị em, là, Chị mà chị chu cấp số tiền như dưỡng 20 triệu thì um, nó cũng vừa đấy, 20 triệu. Là 20 triệu tiền mặt đúng không ạ? Đúng rồi. Thì uh, chia đều mỗi người 5 triệu đó. Yes, uh, nếu mà không có thì được không? Không, không có là không được em tại vì uh, khi mà uh, chị biết được rằng là con của mình khỏe thì mình mới có thể là làm việc. Mình khỏe thì mình mới làm việc được và ba mẹ của mình khỏe thì mình mới an tâm làm việc. Và bây giờ thì mình cũng có kiến thức về sức khỏe rồi, ăn uống ở ngoài kia thì nó sẽ không có an toàn. Và mình chọn cái biết thì khi mà chị đến với nhóm luyện câu lạc bộ thì chị mới biết cái tư duy chăm sóc sức khỏe đúng không? Đúng rồi. Vậy thì có nghĩa rằng là cái mục tiêu 100 triệu lợi nhuận này nó chỉ phát sinh khi mà chị vào nhóm luyện đúng không? Đúng rồi em, vào môi trường câu lạc bộ chị mới được khi thì... nhóm cái mục tiêu 100 triệu. Vậy thì trước khi đó là chị chưa có cái mục tiêu này chính xác luôn lúc đó chị chỉ mơ tới đâu đó là chưa tới 50 triệu luôn không bao giờ dám nghĩ đến con số 100 triệu Chị cho em hỏi rằng là cái lúc mà chị chưa tới 50 triệu thì lúc đó chị cái lý do mà chị có là cái nào mở khoảng lý do như thế nào thôi lý do cơ bản như thế nào à, lúc đó thì mình cứ mình gia tăng để mà mình trang trải cuộc sống thôi chứ mình không có nhiều cái lý do ấy. ví dụ như trang trải cuộc sống của chị là cái gì để làm gì tại vì em biết là chồng chị cũng làm ra tiền mà đâu nhất thiết chị phải làm ra tiền đâu vậy thì cái lý do gì mà trong cái lúc mà chị chưa chưa vào nhóm rèn luyện câu lạc bộ thì lúc đó chị thu nhập của chị nó dưới 50 triệu thì lý do gì thì chị, chị tạo ra cái số tiền đấy chị có cái khác không hay là tự động nó tạo ra vậy thôi chứ không có không phải vận động Chị phải có khác nào chứ Thì khi mà chị phải gia tăng cái, cái cái dòng tiền của mình lên là chị đang áp dụng công thức của môi trường câu lạc bộ Thì khi mà chị đã làm được ra giống như để mà chị truyền cảm hứng được cho rất nhiều người là à, chị đã áp dụng và cũng đã làm được đó để nghĩa là đạt được để chị, chị, chị mới hỏi... chia sẻ lại được chỉ cho người khác đúng rồi chị mới làm được chị mới nói cho người khác chị mới có công thức chị mới áp dụng cho mình làm được rồi thì chị mới chỉ cho người khác làm được ngoài ra còn lý do gì nữa không lý do nữa đó là lúc đó thì chị cũng uh, chưa có sở hữu nhà à... chị phải ở nhà trọ Nhà ừ. và mỗi lần mà chị học cùng với môi trường câu lạc bộ thì chị mỗi sáng thức dậy là chị phải đi đi ra công viên để mà làm quy trình và chị thấy được rằng là không được mình phải có một cái nơi ở một cái phòng riêng để mà mình học mình làm yeah. đó. mà chị rất là khao khát cái cái việc là có nhà phòng thế thì như em biết là giả sử như lúc đó chồng chị cũng đang làm đã tiền đi thì bản thân mình phụ nữ nhà chăm con như vậy thì mình cứ để chồng mình làm thôi đâu nhất thiết mình phải làm đâu thì cái lý do gì mà khiến cho chị phải tạo ra tiền mà không phụ thuộc vào chồng mình. Chị phải thì lúc đó mà lúc mà chị vào học môi trường câu lạc bộ thì nó chồng chị cũng không phải là đồng ý và cũng không phải là cấm cản. Thì giống như để cho chị thể hiện thôi. Và khi mà chị chị phải đạt được kết quả để mà mình phải mình có cái tiếng nói là mình phải làm chủ được cái tài chính của mình. Mình là phụ nữ nhưng mình phải làm chủ được đồng tiền của mình chứ mình không có phụ uh, thuộc vào cái dòng tiền của chồng. Thì chứ cái nếu làm người nào gieo cho chị cái suy nghĩ đó hay là chị tự ý thức được chị vào môi trường câu lạc bộ chị mới <cười> <cười> mới được, được được biết được được gieo cái suy nghĩ là phụ nữ là mình phải đứng vững trên cái đôi chân của mình không bị phụ thuộc đặc biệt là theo chia sẻ rất là nhiều luôn chứ nếu tính ra nếu như mà một người phụ nữ mà hài bằng lòng với cuộc sống hiện tại á, thì chị đã không bao giờ đi học tập phát triển bản thân mà chị à, lúc này chị vẫn làm công việc kế toán 7 triệu tại vì lương của chồng chị nó cũng là bốn 40 triệu rồi. Và ừ. dư gọi là nó cũng không đến nổi nào, nhưng mà bên trong của chị nó rất là khao khát là chị phải tạo ra được cái dòng tiền lớn mà chị cũng phải có tài sản à, và trong gia đình của chị chỉ có một mình chị là à, đi một cái con đường riêng á ừ. tất cả chị hiểu mà có nghĩa là trước uh, khi mà chị bích vào những nhóm này liên câu lạc bộ thì chỉ có một cái trước khi mà chị đến môi trường câu lạc bộ luôn ha là chỉ có một cái mong chị gia đình chị bích đang rất ok tại vì là chị đang có một công an việc làm thứ hai nữa là chồng chị cũng làm ra tiền nha chị em biết mà thì để một cái người mà đang có chồng làm ra tiền thì cô cô ấy đưa ra yêu cầu gia tăng lợi nhuận phải có một cái lý do nào đó thì chúng ta đã điều tra và phân tích được não bộ chị bích thì chúng ta phát hiện ra rằng là chỉ có một cái lý do rất là khao khát đó là chính là có tiếng nói trong gia đình tại vì chỉ và chị đã được theo lúc đó thời điểm nó theo rất là tại vì theo là người tự chủ tài chính nên theo rất muốn tất cả những chị phụ nữ tự chủ tài chính thì theo nghĩ rằng lúc đó theo đã ảnh hưởng được chị bích có một cái suy nghĩ là mình phải tự chủ thì đó là lý do để khiến cho chị ấy phải gia tăng lực lượng anh chị đó mà thì khi mà có lý do thì mọi thứ nó bắt đầu nó mất tiến triển thì nhờ như vậy là chị đã học tập và rèn luyện thì dòng tiền chị cũng gia tăng và sau này chị đã bước chân vào nhóm rèn luyện câu lạc bộ thì thì theo thấy thấy rằng là chỉ có một cái lý do cao hơn đó chính là biết chắc là phải có tiền để chăm sóc sức khỏe tại vì trong nhóm rèn luyện câu lạc bộ luôn cho các anh chị tư tưởng là phải gia tăng sức khỏe đúng không chị Bích? thì chị mới bắt đầu có ý nghĩ rằng là mình phải dùng tiền để lo cho gia đình sức khỏe của cha mẹ cho chị và cho con của chị bởi vì chị biết rằng là khi mà con của chị khỏe mạnh thì chị mới có thể tập trung làm việc khi mà chồng của mình khỏe mạnh thì mình mới yên tâm mình không có phải chăm sóc cha mẹ của mình khỏe mạnh thì mình khỏi phải lo và đó là cái điều mà khiến cho chị có lý do để gia tăng dòng tiền lên 100 triệu đúng không chính xác ừ. luôn yes. và ở đây thì em mới thấy rằng là chị có một cái lý do số 2 đó là cái lý do thứ nhất là chị có 20 triệu để mà phải có 100 triệu là nhận để trích 20 triệu uh, lo cho cái sức khỏe gia đình cái thứ hai đó là chị được truyền cảm hứng bởi những chuyến đi du lịch của câu lạc bộ thành ra là chị muốn có tiền mà muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng là tôi là mẹ bỉm sữa nhưng vẫn có thể bước chân ra thế giới được để cho chị có thể làm phá đi cái niềm tin giới hạn của nhiều chị em phụ nữ đúng không? Yes. Và đó là cái động lực thứ hai, cái lý do số 2 của chị. Đúng Còn lý do nào nữa không? Cái, cái lý do đó, lý do đó là khi mà chị học ở rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ thì chị uh, được biết, mới được biết cái từ gọi là ừ. tự do tài chính, thịnh vượng tài chính và chị mới biết được rằng là uh, muốn um, tự do tài chính đó là cái nguồn thu nhập thụ động của mình nó phải À, bằng cái mức chi tiêu trong gia đình của mình và lúc đó là mình cũng không còn lúc đó lúc trước chị cứ nghĩ là thu nhập thụ động là phải có tài sản rồi xong rồi cái cho thuê rồi là sở hữu thu nhập thụ động nhưng mà vào môi trường câu lạc bộ vào trong nhóm doanh nhân thì mình mới biết được rằng không nó còn có cái con đường khác mà mình không biết là mình phải xây dựng công việc kinh doanh mà tạo ra thu nhập thụ động thì ừ. lúc đó chị tập trung vào công việc kinh doanh và chị muốn tạo ra thu nhập thụ động thì bản thân của chị phải tạo ra cái thu nhập từ công việc của mình là là tạo ra thu nhập thụ động là từ 100 triệu lợi nhuận để chị có thể hỏi bác chi tiêu đúng không nè đúng không vậy à, và, có nghĩa là cái mục có lý do anh chị hiểu vấn đề không? em đang tập trung vào cái việc là các anh chị cái bước dám nghĩ nó rất là quan trọng bởi vì cái chị ở đây chúng ta chưa nói làm gì hết nhưng ở đây chúng ta chỉ nói rằng là cái lúc mà trong đầu chị biết nó nghĩ cái gì trong cái giai đoạn chị đặt ra cái mục tiêu của số tiền nghe gì đó không ạ ở đây em không có tại vì làm cái gì đằng sau đó thì nó phụ thuộc vào cái tiềm thức của các anh chị nó sẽ mách bảo các anh chị và cái phần đó thì sẽ dạy cho anh chị chia sẻ anh chị vào ngày mai thì ở đây chúng ta chỉ phân tích rằng cái bộ não của chị bích nó đã nó đã chạy số như thế nào đó chính là chị đã có một cái lý do số 3 đó chính là phải có thu nhập thụ động đúng không chị thì ừ. phải có thu nhập thụ động tại vì thu nhập thụ động nó giúp cho chị tự do tài chính nên là chị phải phát triển nhiều hơn chị phải, phải chị phải đạt được lợi nhuận 100 triệu lợi nhuận đúng không em đúng rồi em ngoài ra còn à. lý do đó, đúng không ạ và khi mà anh chị và khi mà chị biết được rằng là chồng chị là thu nhập của chị tự chị làm ra bằng cái công sức thời gian của chị chị làm thì mới có tiền chị không làm thì không có tiền nhưng mà thu nhập thụ động thì khác đó và một cái mà chị nhìn thấy là để như, như chồng chị là cái người rất là chịu trách nhiệm với gia đình là anh luôn cũng phải làm việc rất nhiều để mà có phải từ cái thu nhập đó anh mới chịu thì thời gian của anh rất là nhiều và tập trung công việc cũng rất là cao độ thì mình là một người phụ nữ mình hiểu ra được rằng là mình phải làm Ừ, góp phần vào cái 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 kinh tế của gia đình đó. cho nên là chị à, luôn luôn đặt mục tiêu cho mình phải tự chấp nhận chỉ từ 100 triệu thôi chấp nhận từ 100 triệu trở lên à có nghĩa là phải có thu nhập đó với gì là chị muốn phụ giúp cho chồng của mình bởi vì đúng tình yêu của, của, người vợ dành cho chồng đúng không Cái nhìn chồng mình thức hôm thức khuya xong rồi lại không có chăm sóc sức khỏe kỹ rồi phải làm việc này kia và thì mình cảm thấy yêu thương sóc, thương người chồng nếu mà mình phụ được một cái dòng tiền đó thì mình sẽ yên tâm hơn Thế là nếu như mà anh anh đến một lúc mà anh ví dụ như là anh không có tạo được tiền nhiều thì ít ra thì cũng có cái dòng tiền của mình đỡ Cảm được luôn. Đúng đúng yes. Vậy thì em thấy rằng là lý do đủ lắm không các anh chị? Lý do đủ lắm yeah, nếu mà là... tạo ra mà. Nên là các anh chị cứ nói rằng là tôi tôi cần phải làm cái gì đó tôi phải có cái gì đó không tất cả mọi thứ các anh chị phải thấy là đều xuất phát từ cái ý định của chị bích đúng không các anh chị ơi? Rồi thứ hai nữa cho em hỏi rằng là trong quá trình mà chị bích làm học tập và để mà chinh phục cái lợi nhuận này thì chị có bị mất tập trung không <laughs> nói là không mắc tập trung thì đó là cái điều <laughs> à, em hỏi thêm một câu <laughs> nữa ha. là chị bị mất tập trung và kéo dài trong bao lâu thì chị đạt được một triệu lợi nhuận đầu tiên ừ. chị tính từ ngày chị yêu cầu tính từ những ngày mình có ý định ừ. từ lúc mà chị ý định có ý định là thật sự là không biết có con đường nào nhưng mà chị cứ nuôi 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 cái con số một trăm triệu và một uh, chưa cho tới ngày, cho đến, ngày, gì đạt được luôn cho đến cái cái ngày đạt được á là cái thời thời điểm đầu tiên là tháng 2 năm 2023 bắt đầu nhân nhóm đúng không đó à, và chị đạt được á, là tháng như tháng 8 năm 2023 tới tháng 8 năm 2023 ok ở đây chúng ta rất là thực tế các anh chị đây là câu chuyện có thật gì bích chúng ta không có dấu gì gì đây cả nghĩa là và chị đã bị mất tập trung đúng không ạ Dạ có đúng phải rằng là sau khi chị yêu cầu thì tìm thức của bảo chị là cần phải học cái gì, cần phải chuẩn bị cái gì mới có thể tạo ra được cái lợi nhuận đó và chị có làm theo không? Có em, rất là, là lúc đó là thực sự rất là tỉnh thức để mà nó mách bảo là mình làm theo và rất là biết ơn theo cũng như là môi trường câu lạc bộ tại vì mỗi cái mỗi cái lúc mà chị cần cái bài học á là chị vô đúng cái mà chị đang cần. Rồi cho em hỏi rằng là chị đã mất 6 tháng liền đúng không nè thì trong 6 tháng đó nếu như mà chị thấy rằng là nếu như mình tập trung ngay từ đầu thì trong vòng bao lâu thì chị chinh phục được 100 triệu lợi nhuận mà không phải qua 6 tháng như thế nếu mà thật sự tập trung thì từ 2 đến 3 tháng thôi yeah, ok và bởi vì cái câu chuyện vậy thì cho em hỏi rằng là làm thế nào để chị lấy lại sự tập trung là chị phải luôn luôn à, khi mà thứ nhất đó là nhìn những cái kết quả của những và người em hỏi thì... rằng là chị có áp dụng cái bước hồi này em theo vừa chia sẻ cho anh chị không có là mình phải luôn luôn nhắc lại cái lý do à mình Ồ, tại sao hết ơi tại sao 100 triệu lợi nhuận mà mãi mình chưa đạt được à mình đạt được 100 triệu lợi nhuận để làm gì để làm gì chị có thể ví gì? dụ cho em một câu cụ thể rằng là những lúc mà chị bị mất tập trung và vô tình chị nhìn thấy và cái điều gì đó đã mách bảo cho chị nhớ lại cái mục tiêu của mình và chị đã nói như thế nào với cơ thể của chị Để nó có sự tập trung trở lại. Là uh, uh, chị thường hay nói rằng là uh, bắt ơi 100 triệu lợi nhuận bây giờ không đạt được thì khi nào mới đạt được nữa. Nhưng mà cho em hỏi rằng là khi mình lúc đó là chị đang quên cái mục tiêu rồi đúng không? Chị đang bị mất đúng tập, rồi. Trung. Không, không không tập trung thì ai là À cái báo, hay là một cái hình chị dán hay là cái gì điều gì đó nó mất bảo chị là nhớ cái mục tiêu của chị. Phải có một người đó nhắc cho chị đúng không ạ? Chị, chị thứ nhất là hình chị dáng là rất là nhiều nhưng mà đặc biệt là khi mà chị vào dung vào dung chị được nghe những anh chị thành công chia sẻ và những người không, họ đã không. đi sau chị rất là nhiều luôn và họ đã đạt được kết quả và chị chị tự nhìn lại qua bắt ơi người ta đã, đã, đã đạt được cái kết quả này rồi mình đã đạt ra bao nhiêu tháng rồi mà mình vẫn còn ở đây ừ. đến khi nào mình mới đạt được anh chị hiểu vấn đề chưa đấy có nghĩa là phải có một cái người nào đó nhắc nhở Thì chị Bích mới quay trở lại cái sự tập trung Bởi vì lúc đó chị đang bị mất tập trung Mà đâu có thể nào mà nhớ ra đúng không ạ Vậy thì cái người nhắc nhở của chị đó Chính là những câu chuyện của anh chị thành công Và lúc đó mắt bảo chị Thì sau đó chị đã nói gì với chính bản thân của mình Để cơ thể chị quay trở lại sự tập trung này Chị phải nói với cơ thể của mình đó là Nói chung là chị sẽ cảm ơn Và tập trung lại với những cái kiến thức Những cái gì mình đang học và những từng trân quý từng cái buổi dâm từng cái kiến thức chị đang học tại vì lúc lúc mà chị không tập trung á và lúc đó là chị thực sự không biết ơn và chị không không muốn bước vô những cái buổi dâm luôn mà khi đó là mình kỷ luật lại học dâm đầy đủ ghi chép ứng dụng và chị cam kết có cái sự cam kết à, để mà thực hành cái đầy đủ đầy... sau khi mà chị đã biết công thức làm sao rồi đúng không và chị bị mất tập trung không làm theo những gì mà được học được biết được biết để cái công thức để tạo ra trăm chị lợi nhuận có nghĩa là sau khi chị yêu cầu và tiềm thức đã chỉ cho chị cái công thức làm sao tạo được trăm sự lợi nhuận đúng không có công thức luôn đúng là và chị biết công thức rồi có nghĩa là ừ. lúc trước là chị không biết ừ. còn sau khi mà chị yêu cầu và tiềm thức đã chỉ đường cho chị đã mách bảo cho chị Đã cho cái nguồn lực để chị biết công thức rồi nhưng mà vì bị mất tập trung không làm đúng không nè không làm và chính vì cái sự nhắc nhở đúng không về cho chị quay trở lại sự tập trung mà chỉ cần chị làm đúng lại cái công thức thì sao thì chị đạt được một cách dễ dàng luôn thì cho em hỏi rằng là chị bị mất tập trung bao nhiêu lần trong một tháng <laughs> thường à, à, một một tháng này ừ, bao nhiêu lần từ cái tháng hai cho đến cái tháng 8 thì ví dụ như là có phải là chị đã quay trở lại sự tập trung sau là chị ừ. bị mất tập trung sau là quay lại chung mất tập trung thì nó giật cho chị như vậy là bao nhiêu lần một tháng như vậy là, là, là bình thường hai ừ. đến tháng tám luôn không có tính một ừ. tháng từ đó tới tháng tám luôn thì bao nhiêu ừ. lần trước như vậy là tiêu tiêu là bao nhiêu lần hầu như là tháng nào cũng bị á, vậy là ít nhất, nhất là vậy là cái nhất tháng mà, cuối cùng, mới không. Ừ. không bị mất tập trung. Tại vì cái tháng cuối cùng là tháng gì đạt được? Khi mà chị đặt ra mục tiêu một, một một trăm một trăm triệu lợi nhuận là phải chu kỳ là phải kỷ luật 90 mươi ngày, chín mươi ngày. Ừ. ừ, thì những cái tháng đầu tiên á, những cái tháng đầu tiên khi mình mình làm á, tầm sáu uh, mươi ngày đầu tiên nó sẽ chưa dễ dàng trong cái 90 ngày cuối cùng uh, và cái, cái, ba ba cái cô chu kỳ mà ba tháng cuối cùng đó mới là lúc mà chị thật sự là tập trung còn ở đằng trước đó là nó sẽ chưa có, chưa có dễ dàng với chị tóm lại là chị bị mất tập trung chị không có đi theo cái tiền thức mất bảo chị không chịu làm theo đúng không ạ ok chị không có nhắc nhở nó nữa nó không khích, khích, không có khai phá con người phi thường nữa đúng không? có khi nào chị cảm thấy áp lực không ạ có áp lực rất là nhiều luôn em nhưng mà ừ. áp lực là khi nào à những cái những cái lúc tại vì khi mà chị làm mẹ biển sữa và chị cũng phải áp dụng công thức mà bà chị đã được nhìn thấy để mà gia tăng thu nhập của mình có nghĩa là chị phải nhớ là lúc nào chị chị nhớ rằng là khi mà chị bị áp lực là khi nào khi chị không khai phá con người phi thường đúng không chị áp lực khi đó thôi vậy thì thường là cái giai đoạn nào thì chị bị hay áp lực những lúc mà mình uh, khi mà mình áp lực là mình lúc mà mình không khai phá sức mạnh phi thường bên trong con người của mình là chị đã không có nhớ để mà nhắc nhở nhắc nhở bản thân của mình ấy. À. không có nhớ để làm cái bước hồi nãy đúng không nè không okay. có nhớ để mà à, để lý do là cái gì cái gì để mà Được. khai phá rồi còn cái bước số 2 nữa ngày mai em sẽ hướng dẫn cái bước số 2 nữa để giúp cho chị bích cũng như tất cả anh chị đây mình sẽ luôn khai phá cái con người phi thường của mình để mọi mục tiêu tại vì sau này chị bích còn gia tăng lợi nhuận đúng không nè em tin chắc mà. là chị sẽ cần cái công thức này tiếp tục. À, ok ha, chúc cho chị Bích là càng ngày càng chinh phục được những lời tiêu cô cao hơn được không ạ? Ok, cảm ơn chị đã có một cái buổi chia sẻ trong ngày hôm nay. Không biết là các anh chị đã được à, nhận nhiều vào không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. I love you, thank you chị. À, cái câu chuyện của chị Bích thì nó đã kéo dài hết cái phần giờ rồi, thành ra là câu chuyện của người em số 2 thì theo sẽ xin gác lại và theo sẽ hẹn vào các anh chị vào 12 giờ trưa ngày hôm sau thì sẽ tiếp tục ở cái phần số 2 và mong rằng các chị hãy có mặt cũng như là có thể giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị khác bạn bè của mình ở đây là buổi zoom cộng đồng nên các chị có thể dành tặng cho bạn bè mình luôn không ạ và theo tin rằng là anh chị nào có được hai cái buổi zoom này các anh chị sẽ nắm được cái công thức và anh chị có thể xài trọn đời à các anh chị rồi hẹn các anh chị ở phần đặc biệt hơn ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Mình mở mic chào nhau nha. Tôi là một doanh nhân chạm tại Thái Giang. Tôi là một doanh nhân chạm Tôi là một doanh nhân Giang.